Lập ngồi xuống vừa điều khiển phi xa vừa suy nghĩ. Mặc dù hiện tại đã cố hết sức khiến kim đồng không còn bị cảm ứng, tốc độ của phi xa cũng đã tăng lên mức đáng kinh ngạc, lại còn không tiếc tiền mua thêm khá nhiều tiên khí nhưng trong lòng hắn vẫn chưa thực sự yên tâm, dù sao lần này kẻ địch là tồn tại cường đại thái ất cảnh hậu kỳ. Muốn đảm bảo vạn vô nhất nhất, trừ khi hắn cũng bước lên cảnh giới thái ất ngọc tiên, nhưng bây giờ đó là điều si tâm vọng tưởng cho dù hắn không thiếu các loại linh đan diệu dược nhưng muốn trong thời gian ngắn tăng cao tu vi là điều không thể nào. Đừng nói tiến giai thái ất cảnh, cho dù đã thông một cái tiên khiếu thôi cũng đã vô cùng khó khăn rồi. Vừa nghĩ tới đây lông mày Hàn Lập không khỏi nhíu lại. Nhưng như chợt nghĩ tới điều gì hắn khẽ đảo tay lấy ra một cái hồ lô toàn thân xanh biếc, chính là món Huyền Thiên tri bảo đoạt được từ Cử Linh. Sau khi rời khỏi Minh Hàn Tiên phủ luôn bận bịu công việc nên suýt chút nữa đã quên đi bảo vật này. Hàn Lập nhìn hồ lô xanh biếc trong tay, tay áo vung lên, từng đoàn thanh quang bay ra hóa thành những cái trận kỳ trận bàn rơi xung quanh Tỳ Hưu. Tỳ Hưu vừa mới tỉnh dậy đang định mở miệng nói gì đó đã bị tầng thanh quang bao phủ lại. Làm xong hắn khẽ vẫy tay ném hồ lô lên không trung, nó tản mát ra lục quang dịu nhẹ. Hàn Lập thả thần thức ra xem xét, chui vào không gian bên trong hồ lô. Nơi này cũng không khác gì mấy so với lần hắn vào lúc trước, khắp nơi tràn ngập hào quang xanh biếc chậm rãi xoay tròn tạo thành một vòng xoáy màu xanh lục trong vòng xoáy lơ lửng một thanh tiểu kiếm màu xanh và một tòa lầu các nhỏ có ba tầng năm đó nhằm mục đích thử nghiệm thần thông của hồ lô mà hắn đã để lại đây chính là thanh trúc phong vân kiếm và kiện tiên khí lầu các thanh trúc phong vân kiếm bây giờ tản ra thanh quang nhu hòa như nước linh lực khổng lồ trong thân kiếm cũng trở nên tinh thuần hơn rất nhiều càng thêm nội liễm tiên khí hình lầu các cũng vậy càng trở nên tinh thuần hơn chẳng mấy chốc thần niệm hàn lập ra khỏi hồ lô khuôn mặt tỏ vẻ do dự. Đã qua thời gian dài như vậy mà Thanh Trúc Phong vân kiếm và kiện tiên khí kia vẫn an bình thì chắc để thêm tiên khí khác vào trong hồ lô cũng không sao. Nghĩ tới đây Hàn Lập vung tay lên lấy ra thêm ba thanh Thanh Trúc Phong vân kiếm, tay còn lại chỉ vào hồ lô. Lục quang xanh biết bên ngoài hồ lô chớp lên rồi phun ra một đạo hào quang xanh lá quấn lấy ba thanh phi kiếm cuốn vào trong. Tiếp đó hắn lấy tất cả thanh trúc phong vân kiếm trong người ra chia thành từng nhóm rồi đều cho vào hồ lô hết sau khi làm xong mọi việc hắn đem hồ lô đặt trước người thật ra giờ phút này hắn lấy ra hồ lô xanh biết không phải chỉ vì dùng nó để tinh thuần thanh trúc phong vân kiếm hồ lô này dù gì cũng là huyền thiên chi bảo một trong những bảo vật chân quý nhất trong đống gia sản khổng lồ hắn đang sở hữu nếu so sánh chắc chỉ kém mỗi trường thiên bình mặc dù bảo vật này không phải là huyền thiên chi bảo dạng công kích nhưng nếu có thể tế luyện hoàn toàn chắc cũng có khả năng dùng để đối phó thái ất vệ kim trùng đang suy nghĩ đột nhiên hắn nhìn đến vị trí chỗ miệng hồ lô phát hiện màu sắc ở đây so với các nơi khác nhạt hơn một ít, dường như chưa triệt để thành thục, có chút tỉ vết. Thân sắc Hàn Lập thay đổi một chút rồi lấy ra trường thiên bình, trong bình đang có một giọt lục dịch lăn qua lăn lại, tỏa ra huỳnh quang nhàn nhạt, nhạt. Hắn nghiêng bình nhỏ giọt lục dịch xuống miếng hồ lô, nơi màu sắc đang còn nhạt. Một khắc sau hào quang màu xanh lục trên thân hồ lô lập tức lóe lên, vô số phủ văn xanh biết sao động quay cuồng kịch liệt. Một cỗ pháp tắc cường đại bỗng nhiên xuất hiện tản mát ra xung quanh thiên địa linh khí lập tức quay cuồng ngưng tụ thành từng đoàn linh quang rực rỡ. Nhưng hiện tại phi xa đang lao nhanh nên những đoàn linh quang này bị cuốn về phía sau tạo thành một dòng linh lực năm màu xinh đẹp. Hàn lập không để ý đến tình huống xung quanh mà chỉ nhìn chằm chằm vào hồ lô trước mặt. Giọt lục dịch chấn động nhẹ rồi thẩm thấu vào hồ lô xanh biếc. Phù văn đang quay cuồng quanh thân nó cũng chậm rãi biến mất, dị tượng xung quanh cũng không còn. Hắn quan sát kỹ hồ lô thấy không khác gì so với trước, hắn còn cẩn thận chui vào bên trong kiểm tra cũng không thấy gì lạ. Hàn lập cao mày lại suy nghĩ, chẳng mấy chốc đã hiểu ra. Huyền thiên trảm linh kiếm lúc trước được quán chú lục dịch cũng mất thời gian rất lâu mới thấy hiệu quả, lần này hắn đã quá vội vàng rồi. Khóe miệng hắn nở một nụ cười tự chế diễu rồi đứng lên đi đến một góc phi xa, tạo một pháp trận cấm chế nhỏ, đặt trưởng thiên bình trong đó. Sau khi làm xong mọi việc hắn quay lại ngồi xuống, há miệng phun ra một đạo thanh quang bao trùm hồ lô xanh biếc, thu nó vào trong cơ thể, từ từ ôn dưỡng tế luyện. Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã qua một tháng. Trong màn đêm tinh không, phi xa xanh biếc huyến hóa thành đoàn bóng xanh mơ hồ, giống như một viên lưu tinh màu xanh lá vẽ ngang bầu trời, nhanh chóng phi độn về phía trước. Dưới phi xa là những dãy núi liên miên vô tận, nơi này đã cách ám tinh hạp cốc không biết bao nhiêu vạn dặm. Hàn lập nhìn núi non phía dưới, thân sắc không dám buông lỏng chút nào, ngược lại lông mày còn nhíu chặt hơn. Một tháng vừa rồi hắn luôn thông qua Kim Đồng để nắm bắt tình hình về con thái ất vệ Kim Tiên kia. Theo như lời Kim Đồng nói thì thực lực của nó trong khoảng thời gian gần nhất đã nhanh chóng khôi phục, chỉ sợ cách nguyên pháp liên không còn giữ được nó nữa rồi. Hàn Lập ngẩng đầu nhìn bầu trời trắng sáng, đi đến một góc hẻo lánh trên phi xa, lấy trưởng thiên bình rồi nhỏ lục dịch lên hồ lô xanh biếc. Trên hồ lô lần nữa hiện lên lục quang rực rỡ, tuôn ra những trận lực lượng pháp tắc mãnh liệt, nhưng cũng như trước, hiện tượng này chỉ duy trì một lát rồi lại khôi phục như ban đầu. Sắc mặt Hàn Lập bình tĩnh đang chuẩn bị để trường thiên bình lại vị trí cố thì chợt nhíu mày, tiếp đến hắn thu bình nhỏ lại, bay đến trước tỷ hưu. Chủ nhân, lão đại nói, tỷ hưu thấy vậy mở miệng nói, tới rồi ư, Hàn Lập trầm giọng hỏi, vâng, căn cứ vào phán đoán của lão đại thì tốc độ nó còn nhanh hơn cả phi xa. Thân thể tỷ hưu lắc lư, nhẹ gật đầu, nhanh hơn bao nhiêu, trong lòng Hàn Lập run lên, vội hỏi, nếu không nhầm thì, nhanh gấp đôi. Tì hưu hơi dừng lại một chút, mặt lộ vẻ sợ hãi nói. Hàn lập nhướng mày lấy ra hồn giáp phù thả vào miệng tì hưu, nói kim đồng, cố gắng hết sức trốn trong đó. Dặn dò xong hắn quy người bấm niệm pháp quyết, mười ngón tay múa may không ngừng đánh lên phi xa hàng loạt đạo pháp quyết. Quang mang bên ngoài phi xa ngày càng nồng đập, lập tức thay đổi phương hướng, cấp tốc lao đi như bão táp. mươi 568, cướp đường chạy. Cùng lúc đó, phía sau hàn lập không biết bao nhiêu vạn dặm một đoàn kim quang óng ánh gần mẫu tuôn ra cuồn cuộn phát ra tiếng vang ầm ầm rung trời tốc độ nhanh bất khả tư nghị bay về phía trước bên trong kim quang là một giáp trùng màu vàng toàn thân lập lòe kim quang phảng phất như chế tạo từ vàng dòng hai cánh sau lưng vũ động không thôi chính là phệ kim tiên trong miệng hàn lập và kim đồng có tu vi thái ất cảnh trong đôi mắt nó tràn ngập vẻ băng lãnh đồng thời cũng hiện lên vẻ ngoài ý muốn đồng loại phía trước rõ ràng chỉ có khí thức cấp độ kim tiên, độn tốc lại cực nhanh, tuy còn kém mình nhưng so với chân linh thái ất cảnh vẫn nhanh hơn một chút. Nhưng ngay sau đó, trong mắt nó hiện lên một tia nghi hoặc, kim quang chung quanh chấn động một hồi, thân hình phi độn lập tức dừng lại. Nó đang cảm ứng, đột nhiên khí thức đồng loại phía trước lại biến mất vô tung. Trong đầu phệ kim tiên thái ất cảnh hồi tưởng lại tình huống lúc trước đi đến thú tộc, khí thức đồng loại kia cũng đột nhiên biến mất như thế này, mà trong thời gian mình bị thương khôi phục, loại tình huống này cũng xuất hiện mấy lần. Bất quá, nó cân nhắc một lát, quanh thân lại trói lòa kim quang, tiếp tục bay theo hướng lúc trước. Ước chừng nửa canh giờ sau, khí thức đồng loại phía trước lại hiện ra lần nữa, thế nhưng đã lệch đến một hướng khác, kéo ra một đoạn khoảng cách nữa. Phệ kim tiên thái ất cảnh hư lạnh một tiếng, cũng không lo lắng, lập tức thay đổi phương hướng, bay theo hướng mới đó. Trên không một dãy sơn mạch, bích ngọc phi xa đang phi độn nhanh về phía trước kim đồng tựa hồ vừa mới từ trong cơ thể tỳ hưu bay ra ngoài sắc mặt trắng xám hô hấp có chút bất ổn tỳ hưu thì đứng thẳng cố gắng ngảng đầu lên bộ dạng buồn bã ỉu xìu hàn lập thấy bộ dạng kim đồng hai hàng lông mày cao lại lập tức vung tay lên rầm rầm một tiếng trên phi xa nhiều ra một đống linh bảo lóe ra các màu linh quang nhìn qua thì phẩm cấp cũng không thấp kim đồng không nói gì ngồi xuống phi xa nắm lên một kiện linh bảo đưa vào trong miệng Tiểu Bạch ngồi một bên nhìn nhìn những bảo quang bắn ra bốn phía linh bảo này, trông rất thèm thuồng. Chỉ là tình hình lúc này đặc thù, nó thức thời không có đến tranh giành, tìm một chỗ trống trên phi xa nằm xuống. Vào lúc này, đinh một tiếng, một chữ vật giới chỉ màu tử kim rơi xuống trước mắt nó, đồng thời vang lên bên tai tiếng truyền âm của Hàn Lập. Tiểu Bạch, người cũng tranh thủ thời gian tiếp tế một chút đi. Đa tạ chủ nhân, Tiểu Bạch nhất thời chấn động tinh thần, há miệng nuốt chữ vật giới chỉ vào trong bụng. Sau khi làm xong, Hàn Lập lại khoanh chân ngồi xuống, hai tay bấm niệm pháp quyết, toàn lực thúc dục phi xa phi độn về phía trước. Hiện giờ Kim Đồng không có ẩn giấu, hắn cũng không cải biến phương hướng phi hành, một mực bay thẳng về phía trước. Ước chừng hơn một canh giờ sau, Kim Đồng đứng lên, khí sắc đã triệt để khôi phục. Hàn Lập không chút do dự, lập tức để Kim Đồng trốn trong cơ thể tì hưu lần nữa, sau đó hắn cũng cải biến phương hướng phi hành. Phệ Kim Tiên Thái ất cảnh phía sau lại cảm ứng khí tức phía trước biến mất lần nữa, trong lòng giận dữ. Thật vất vả mới rút ngắn được một đoạn khoảng cách, vừa rồi lại mất đi vị trí đối phương, cự ly tất nhiên lại bị kéo ra nữa. Trong lòng nó vẫn hận, nhưng cũng không có biện pháp gì khác, chỉ có tiếp tục phi độn về phía trước. Sau nửa canh giờ, khí tức kim đồng phía trước lại xuất hiện, quả nhiên lại cải biến phương hướng, tiếp tục kéo ra một đoạn khoảng cách, gần như khiến cho nỗ lực trước kia đều uổng phí. Nhưng Vệ Kim Tiên Thái ất cảnh lúc này đã dần dần biết được, nó rõ ràng đối phương tất nhiên là nhờ vào thủ đoạn gì đó cứ cách một đoạn thời gian lại che giấu khí tức, cũng khiến cho độn tốc để thăng trên diện rộng. Xem ra, loại thủ đoạn này không khỏi tồn tại nhiều hậu họa, căn bản không có khả năng bảo trì trong thời gian lâu, chỉ cần tiếp tục theo đuôi không bỏ, đối phương tự nhiên chạy không thoát khỏi mình. Nhưng mấy tháng tiếp theo, vượt quá dự liệu của vệ Kim Tiên thái ất cảnh, đối phương một mực bảo trì loại độn tốc cao này, không có chậm lại chút nào. Khí tức đồng loại phía trước vẫn luôn như trước, lúc ẩn lúc hiện, mỗi lần che dấu khí tức đều sẽ cải biến phương hướng chạy ra một đoạn khoảng cách. Kể từ đó, tuy độn tốc đối phương kém mình, nhưng lại chiếm quyền chủ động, mấy tháng truy đuổi, khoảng cách song phương gần như không giảm bao nhiêu. Phệ kim tiên thái ất cảnh vừa sợ vừa giận, nhưng cũng không thể làm gì được. Trên không một cánh rừng rậm rạp, bích ngọc phi xa đang phi độn về phía trước nhanh như chớp. Hàn lập bấm niệm pháp quyết thúc dục phi xa, sắc mặt buông lỏng một chút so với lúc trước. Chỉ cần có thể tiếp tục bảo trì loại trạng thái này, vậy kim tiên thái ất cảnh kia sẽ không cách nào đuổi kịp mình tuy bảo trì trạng thái như vậy tiêu hao tiên nguyên thạch không nhỏ nhưng may mà hiện giờ thân gia hắn tương đối khá trên lý thuyết còn có thể kiên trì bộ dạng này hai ba mươi năm nữa hắn không tin đối phương sẽ vĩnh viễn theo ở phía sau sớm muộn cũng sẽ bỏ cuộc chỉ là hiện giờ hắn bắt đầu xâm nhập man hoang mười phần lạ lẫm nơi này đoạn đường này đi tới đã gặp vô số lần hung thú bộ tộc vây giết trên đường tuy đều hữu kinh vô hiểm thoát qua nhưng không thể lâu dài càng đi sâu vào man hoang các loại nguy hiểm không cách nào dự liệu cũng theo đó tăng lên lúc này trong tay kim đồng đang cầm một kiện linh bảo miệng lớn gặm cắn tỳ hưu ở một bên cũng nhắm mắt dưỡng thần vào thời khắc này một âm thanh chói tai thê lương cà cạc từ rừng rậm phía dưới chuyển ra thanh âm lọt vào tai hàn lập cảm thấy thần hồn có chút đau đớn vội vàng đứng lên chỉ thấy một bóng xám cự đại từ phía dưới rừng rậm bay ra nhanh vô cùng đánh tới phi xa tốc độ không chậm hơn phi xa chút nào hai mắt hàn lập chấp động lam quang, thấy rõ chân thân bóng xám kia, là một đầu hôi sắc cửa cầm to lớn vô cùng, đầu có màu xám đen, mỏ nhọn như lợi chảo, trên người không có nhiều lông vũ, trên làn da có một tầng lông tơ màu xám ngắn ngủn, thoạt nhìn rất là xấu xí. Tuy hôi sắc cửa cầm này có hình dạng xấu xí, nhưng khí tức trên thân khổng lồ, đã đạt tới kim tiên đỉnh phong, so với kim đồng còn lợi hại hơn vài phần. Hàn lập không có hứng thú giao chiến với hung thú kim tiên này, không nói hai lời bấm niệm pháp quyết phung lên một đạo bạch quang từ trong tay hắn bắn ra, lại là một bạch sắc tiểu kỳ, quay tít một vòng, rồi biến lớn lên đến mấy trăm trượng, dầm ào ào, một chút, lộ ra một đồ án biển mây, chính là một kiện tiên khí đoạt được từ công thâu cửu. Đồ án biển mây trên bạch sắc tiểu kỳ sáng lên linh quang, nhất thời vô số xương trắng từ bên trong tuôn ra cuồn cuộn, hóa thành một mảnh biển mây màu trắng chụp xuống phía đầu hôi sắc cửa cầm. Hôi sắc cự cầm bỗng nhiên phát ra một tiếng gáy to, màu nâu đen trên đỉnh đầu đại phóng hôi quang, tiếp theo hai cánh khẽ vỗ, một cơn lốc màu xám cứ thế hiện ra, hình thành một phong trụ màu xám, bên trong tản mát ra từng trận chấn động pháp tắc. Hàn lập triệu hoán biển mây màu trắng bị cơn lốc màu xám xé rách đơn giản, phiêu tán vô tung. Cơn lốc màu xám hơi thoáng khựng lại, sau đó cuồn cuộn tới bích ngọc phi xa. Bên trong cơn lốc lóe lên, hiện ra từng miếng phong nhận màu xám to cỡ tấm ván cửa, lập lòe chớp động, hiển nhiên không phải là phong nhận tầm thường, tiếng rít nổi lên. Hàn lập thấy tình hình này, vội vàng bấm niệm pháp quyết dừng phi xa lại, đồng thời vung tay lên lần nữa. Ba khối tiên khí lệnh bài màu vàng đất bắn ra, lóe lên xuất hiện ở ba mặt trái, phải, trước phi xa. Từng đợt hoàng mang như gợn sóng từ trên lệnh bài tiên khí tuôn ra, ngưng tụ thành một tầng màn sáng dày đặc màu vàng đất xung quanh phi xa. Màn sáng hoàng sắc vừa mới thành hình, vô số phong nhận màu xám liền gào thét tới, chém lên màn sáng hoàng sắc. Trong chớp mắt, linh quang trên màn sáng hoàng sắc nhộn nhạo không thôi, ngăn trở những phong nhận màu xám kia lại không chỉ như thế màn sáng hoàng sắc chấp động linh quang thậm chí bắn ngược một bộ phận phong nhận màu xám lại cuốn tới hôi sắc cự cầm hôi sắc cự cầm tựa hồ có chút cố kỵ những phong nhận màu xám này vỗ cánh tránh sang một bên hàn lập thấy cảnh này lập tức há miệng phun ra một đạo thanh quang bay vụt chui vào trong bạch sắc đại kỳ tay bấm gấp pháp quyết trên bạch sắc đại kỳ lại tuôn ra mảng lớn sương mù màu trắng cuồn cuộn ngưng tụ thành bảy tám vụ long bạch sắc thừa dịp hôi sắc cự cầm trốn tránh liền quấn quanh thân thể nó Bạch sắc vụ long ẩn chứa không ít tiên linh lực hàn lập, có chút cứng cỏi, nhất thời vây khốn hung cầm này lại. Hàn lập không thừa cơ hội này xuất thủ đánh chết hôi sắc hung cầm, mà bấm niệm pháp quyết thúc dục phi xa, hóa thành một đạo lục sắc ảo ảnh vượt qua hôi sắc cửa cầm, bắn về phía trước nhanh như điện. Hắn vừa mới bay ra không xa, đằng sau truyền đến một tiếng bạo liệt trầm đục. Hôi sắc cửa cầm dĩ nhiên thoát khỏi vụ long trói buộc, kêu to đuổi theo. Hàn lập không để ý đến, thúc dục phi xa phi độn nhanh về phía trước. Tốc độ hồi sắc cửa cầm so với Bích Ngọc Phi Sa còn kém một chút, rất nhanh bị bỏ lại phía sau. Hàn Lập vứt bỏ hồi sắc cửa cầm, hơi thả lỏng, vất tay thu hồi hai kiện tiên khí, tay bấm niệm pháp quyết, thúc giục Bích Ngọc Phi Sa tiếp tục đi tới. Lại bay tiếp chưa tới một canh giờ, một hồi thanh âm vù vù từ phía trước chuyển đến, trong rừng rậm phía dưới đột nhiên bay ra một mảnh lớn tử vân, đánh tới Bích Ngọc Phi Chu. Hàn Lập chăm chú nhìn lại, thân sắc cả biến, đám mây đó rõ ràng là vô số tử sắc độc phong mỗi một con đều lớn như cối say, đuôi sau lưng kéo theo một móc câu như cửa kiếm, lóe ra quang mang màu u lam, hiển nhiên kịch độc vô cùng, phô thiên cái địa đánh đến phi xa. Hàn lập thấy tình hình này, lần nữa tế ra ba khối lệnh bài màu vàng đất lúc trước, bảo vệ phi xa. Đồng thời hắn vung tay lên, một đại phiên đỏ thấm bắn ra, hỏa diếm cuồn cuộn từ mặt phiên phun ra, hình thành một biển lửa đỏ thấm xung quanh phi xa, không ngừng chút nào phóng tới phía tử sắc độc phong. Cứ như thế hao phí hơn nửa canh giờ, phi sa mới hoàn toàn thoát ra khỏi đám tử sắc độc phong nhưng trên mặt hàn lập không có buông lỏng chút nào lông mày nhíu chặt lại hắn lo lắng là chuyện này vẫn còn tiếp tục phát sinh đường đi tiếp theo quả nhiên như sở liệu tao mộ nguy hiểm càng ngày càng nhiều thậm chí trong vòng một ngày lại tao mộ mấy chục lần hung thú tập kích thỉnh thoảng còn có một ít dị tộc man hoang tham gia may mà hàn lập đã chuẩn bị đầy đủ từ trước cũng không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn nhưng tốc độ đi tới rõ ràng chậm hơn nhiều điều bất an chính là về kim tiên thái ất cảnh kia tựa hồ không bị những man hoang hung thú này ảnh hưởng, theo như Kim Đồng nói, là vì thực lực nó cường đại, khí tức lại cực kỳ hung bạo, làm kinh sợ hung thú bộ tộc ven đường. Hàn lập đối mặt cảnh này, cũng không thể tránh được, chỉ có thể dốc hết toàn lực chạy đi. Nhưng dù hắn cố gắng thế nào, cự ly giữa cả hai không ngừng rút ngắn lại. mươi 569, bất nhân bất nghĩa, hai tháng sau, trên không một mảnh rừng rậm nguyên thủy, bích ngọc phi sa bay vụt qua nhanh như tên bắn, kéo theo trên không một đạo lưu quang màu xanh thật dài, sau đó bỗng nhiên ngừng lại treo trên không. Trên phi xa, Hàn Lập đi vòng quanh pháp trận, thay từng khối tiên nguyên thạch vào. Trong thời gian qua, hắn đã hoàn toàn không quan tâm đến việc tiêu hao tiên nguyên thạch nữa, chỉ cần có thể làm phi xa bảo trì tốc độ cao nhất, không để phệ kim tiên kia đuổi kịp là được. Giờ phút này, Kim Đồng cũng đang ngồi xếp bằng trong phi xa, khuôn mặt khổ sở, tì hưu cũng nằm sấp không xa sau lưng nàng, hai tai rũ cụp xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đại thúc, nếu thật sự không thể thoát khỏi tên kia được, người có thể bỏ lại ta tự chạy thoát không? Vẻ mặt Kim Đồng sầu thảm, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Có công phu nghĩ ngợi lung tung, còn không bằng tranh thủ thời gian khôi phục đi, sau đó vào trong bụng Tiểu Bạch a. Trong mắt Hàn Lập hiện lên vẻ uể oải, cười cười nói ra. Tên kia đuổi càng ngày càng gần, khiến cho phần lớn thời gian ta phải trốn trong bụng Tiểu Bạch, đến lúc đó không bị hắn đánh chết, ngược lại bị Tiểu Bạch làm buồn chết, vậy cũng quá biệt khuất đi khuôn mặt nhỏ nhắn kim đồng nhíu một cái thở dài nói ra lão đại ngươi xem bụng ta như khách sạn ra ra vào vào khiến cho ta gần đây có chút buồn nôn ta còn không kêu khổ ngươi lại còn oán trách vậy lần sau phệ kim tiên đuổi theo ta nhịn không được nhổ ngươi ra thì bạch ngọc tỳ hưu quay đầu nhìn nàng một cái ai oán nói hắc hắc tiểu bạch người cảm thấy ta ở trong bụng ngươi không thoải mái vậy ngươi ở trong bụng ta cũng được ngươi ăn nhiều tiên khí và địa bảo như vậy không chừng lại giống như lò đan, có thể làm tu vi ta đại phóng cảnh giới phi thăng. đến lúc đó, tên kia lại bị ta đuổi chạy khắp thế gian. đôi mắt kim đồng nhìn lên người bạch ngọc tỳ hưu vài lần, không có hảo ý nói. tỳ hưu nghe lời ấy, lập tức nghiêng đầu đi, câm như hến. kim đồng thấy vậy, còn muốn mở miệng chọc ghẹo bạch ngọc tỳ hưu vài câu, nhưng dáng tươi cười trên mặt lại đột nhiên cứng đờ, nghiêng đầu nhìn về phía hàn lập, vội vàng kêu lên, đại thúc, nhanh, nhanh. tên kia đuổi theo sắp tới ngươi vào trong bụng tiểu bạch trước mặt hàn lập cũng hiện ra một tia khẩn trương nói với nàng dứt lời hắn lập tức thúc giục pháp quyết bích ngọc phi xa hóa thành một đạo lưu quang phóng về phía xa trên phi xa kim đồng tranh thủ thời gian lấy ra hồn giáp phù vỗ vào trên người mình ngay sau đó nàng liền hóa thành một kim sắc giáp trùng to chừng ngón tay cái bị bạch ngọc tỳ hưu nuốt vào trong bụng bạch ngọc tỳ hưu cũng hóa thành một sợi dây truyền bạch ngọc bị hàn lập thu vào trong chữ vật đại thúc vừa rồi ta cảm ứng tốc độ tên kia hình như nhanh hơn trước chúng ta còn có thể tăng tốc không kim đồng thông qua tâm thần liên hệ thanh âm vang lên trong đầu hàn lập tốc độ trước mắt đã là cực hạn theo người đoán còn bao lâu nữa thì nó đuổi kịp chúng ta hàn lập hỏi nếu bảo trì tốc độ trước mắt nửa tháng nữa là nó có thể đuổi kịp chúng ta kim đồng lập tức đáp lông mày hàn lập nhíu chặt sau nửa ngày không nói sau một lát bàn tay hắn vung lên lấy ra tấm bản đồ từ chỗ thú tộc cẩn thận xem xét chốc lát, phi xa ngừng gấp lại, treo giữa không chung. Các người đã bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Hàn lập thì thào tự nói một câu, bỗng nhiên quay đầu phi xa, vội vã bay về một phương hướng khác. Thời gian nhoáng cái trôi qua, rất nhanh đã qua hơn một tháng. Chính giữa vạn dặm dãy núi của man hoang giới vực trượt lóe lên, Hàn lập khống chế bích ngọc phi xa bay vùn vụt không biết bao xa, rốt cuộc men theo phương hướng trên bản đồ, đi tới một mảnh lòng chảo sông màu đỏ. Lúc tới gần lối vào lòng chảo sông, Hàn Lập ngừng lại đứng xa xa quan sát, chỉ thấy cốc khẩu trên vách núi đá hai bờ sông, điêu khắc hai nhân sư thật lớn, người bên trái hai tay giao nhau khép ở trước ngực như cầu nguyệt, người bên phải thì tay cầm lợi búa hung giữ trợn mắt. Chỗ giữa hai vách núi, vắt ngang một cây cầu đá hình vòng khổng lồ, phía trên có nhiều dị tộc nhân mặc xương giáp qua lại tuần tra. Những dị tộc nhân này có thân to gấp đôi nhân tộc, lưng hùm vai gấu, rất là hùng tráng, khuôn mặt họ lại tương tự nhân tộc, bất quá chung quanh gương mặt họ đều có những bướu thịt, số lượng khoảng 5-6 cái, nhìn rất giống nhau. Nơi này tên là Hồng Loa Hà Cốc, dị tộc sinh sống ở chỗ này đúng là hỗ sư tộc, một trong bát đại thú tộc. Phía dưới cầu đá hình vòng có ba cái sơn động nửa vòng tròn thật lớn, ở chính giữa có ba dòng nước đục ngầu cực lớn chảy ra như dao long phun nước, bắn lên không trung mảng lớn hơi nước, mơ hồ có cầu vòng chiếu ra. Hơn một tháng trước Hàn Lập xem xét địa đồ, liền phát hiện mình cách nơi ở của hỗ sư tộc không quá xa, vì vậy sớm thay đổi phương hướng, một đường chạy tới nơi đây. Dọc theo con đường này, mặc dù kim đồng trốn trong bụng tiểu bạch che lấp đứt quãng khí thức của mình, thế nhưng đầu phệ kim trùng lại đuổi đến càng ngày càng gấp, khoảng cách giữa bọn họ càng ngày càng gần. Mấy ngày gần đây, không cần kim đồng cảm ứng, Hàn Lập thông qua thần thức cảm ứng, vẫn có thể phát hiện được khí thức của nó. Hàn Lập đứng từ xa nhìn lòng chảo sông một lát, hai tay bỗng nhiên kết pháp quyết, trong miệng yên lặng ngâm tụng vài tiếng, về sau khí thức quanh thân lập tức bị áp chế xuống, hầu như thấp tới cực điểm. Ngay sau đó, thân hình hắn từ trên cao bay xéo xuống hướng trường hà hung mãnh đục ngầu kia. Phốc một tiếng vang nhỏ, thân ảnh hàn lập rơi xuống mặt sông không gây nên một bọt nước hay động tĩnh nào, cả người liền chìm vào đáy nước. Sau khi chìm xuống đáy nước, hai chân hàn lập dẫm ở đáy sông, tận khả năng không sử dụng bất luận tiên linh lực nào, từng bước một dẫm lên bùn cát mềm xốp ở đáy sông, đi ngược chiều về hướng thượng du dòng sông. Địa thế đáy sông hết sức phức tạp, khắp nơi đều là từng vòng xoáy mạch nước ngầm chảy xiết vô cùng, cuốn theo đại lượng bùn cát, sinh ra uy lực trùng kích không kém hơn bao nhiêu so với pháp bảo, may mà khí lực hàn lập đủ cường đại, dưới tình huống không sử dụng tiên linh lực vẫn tiến lên thập phần trôi chảy. Không bao lâu, hắn đi dọc dần lên hướng thượng nguồn lòng sông, đi tới dưới cốc khẩu cây cầu đá hình vòng khổng lồ. Đúng lúc này, lông mày Hàn Lập đột nhiên nhíu lại, chú ý tới nước sông phía trước, bỗng nhiên nhột nhạo lên từng gợn sóng mãnh liệt bất quy tắc, mấy trăm đầu cá lớn màu đen giống như cá chuối cao chừng hơn một trượng, cả đàn cả lũ bơi từ thượng du xuống phía dưới, thẳng đến hướng Hàn Lập. Trên thân những con cá chuối này sinh ra lân văn dày đặc, phản xạ kim trúc sáng bóng, nhìn qua liền biết là bị bùn cát sông nước này đánh bóng đến giống như sắt thép, khi chúng há miệng lộ ra hàm răng trắng hiếu như răng cưa, có vài phần hung hãn của man hoang hung thú. Hàn Lập nhìn bọn cá chuối hung mãnh này, không thừa lời dơ hàm răng lởm chởm sông đến mình, lông mày cao lại, trong lòng thở dài một tiếng, Chân ngôn bảo luân trong nháy mắt nghịch chuyển ra, thân hình bỗng nhiên mơ hồ một cái, trượt qua giữa đám cá chuối kia. Bây giờ đã qua mấy tháng, thời gian đạo văn của hắn đã khôi phục được mấy cái, miễn cưỡng có thể đủ vận dụng chân ngôn bảo luân rồi. Quả nhiên, hắn vừa thoáng vận dụng tiên linh lực, liền sinh ra một chút chấn động pháp lực, đám hỗ sư tộc tuần tra phía trên liền phát hiện khác thường, nhao nhao nhìn xuống dòng sông. Một người cầm đầu trong đó chầm ngâm một lát, lúc này quyết đoán nói, "Nhanh đi thổi kèn, khả năng có chủng tộc xâm nhập." Một chút chấn động như vậy, hơn phân nửa là yêu thú lầm sông vào, cá chuối thì có thể xử lý được." Một gã hỗ sư tộc khác do dự một chút, nói: "Tộc trưởng không có trong tộc, bọn ta nhất định không được sơ sẩy, bất luận cái gì khác thường, dù rất nhỏ cũng không được xem thường, lập tức đi thổi kèn." Thủ lĩnh thủ vệ hỗ sư tộc, mặt lộ vẻ ngưng trọng, nói ra: "Vâng," người nọ lên tiếng, vội vàng chạy về hướng bên phải cốc khẩu. Rất nhanh, một tiếng kèn trầm trọng kéo dài lại có lực xuyên thấu vang lên. Lây động cả màu đỏ nước sông trong cốc, Hàn Lập dù ở đáy nước cũng có thể nghe được rõ ràng. Ngay sau đó, một tiếng kèn tiếp theo lại truyền tới lòng chảo dòng sông. Trong động quật vách đá hai bên lòng chảo sông, không ngừng có hốt sư tộc nhân mặc xương giáp chạy ra như bay, dưới sự chỉ đạo của từng tên bộ dạng như chỉ huy tập kết thành đội, chia ra hai bờ sông của lòng chảo, bắt đầu dò xét phía dưới lòng sông. Cùng lúc đó, hai bên bờ lòng chảo sông dựng lên lần lượt từng cái nỏ cực lớn bằng gỗ, đều nhao nhao thay đổi phương hướng, nhắm về phía trong nước sông những mũi tên to dài như mâu phía trên lại lóe ra hào quang xanh đen tựa hồ còn bôi vào kịch độc man hoang nào đó hàn lập đi một đường bí mật đến lòng trào sông núp dưới một tảng đá lớn liền ngừng lại tâm hắn vừa động truyền âm với kim đồng hiện tại ngươi có thể đi ra dẫn vệ kim tiên tới đây được rồi đại thúc nhìn ta đi kim đồng cười như tên trộm đáp ngay sau đó chỉ thấy hàn lập vung tay lên một đạo kim quang hiện lên Nữ đồng áo đỏ liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Tiểu gia hỏa này sau khi đứng vững dưới đáy sông, lập tức nhắm mắt lại, quanh thân tản mát ra chấn động linh lực mãnh liệt. Trên một tòa tế đàn ở lòng chảo sông, một gã đại tế thi hỗ sư tộc mặc trường bào màu đỏ, cảm ứng được cổ ba động này lập tức sợ hãi. Ân Thông trưởng lão, không tốt rồi, cổ ba động này, tựa hồ, tựa hồ là, là trùng linh, gã cảm thấy có chút khó tin, nói với một gã trưởng lão Kim Tiên sơ kỳ bên cạnh. Điều này sao có thể vài ngày trước tộc trưởng còn truyền đến tin tức, nói là tại ám tinh hạp cốc bên kia đang chiến đấu cùng đại quân trùng tộc, tạm thời chưa về tộc được, trùng linh này làm sao lại đi vào hồng loa hà cốc chúng ta, nhất định là không đúng rồi. Tộc trưởng hỗ sư tộc tên là ân thông đồng dạng không thể tin nói. Đợi một chút, hình như có chút bất đồng, cỗ khí thức ba động này. Gã còn chưa nói hết, thân sắc liền biến đổi, giống như bị xét đánh, sững sờ một trận. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì, Ân thông thấy thế, tâm thần siết chặt, vội vàng hỏi. Vừa, lại tới một tên nữa. Gã đại tế ti kia chậm rãi quay đầu nhìn về phía hướng cốc khẩu, thì thảo nói ra. Cái gì lại tới một tên nữa, người nói rõ ràng một chút. Ân thông thấy thế, có chút bực mình nói. Lại tới một trùng linh nữa. Lần này kẻ tới hình như là cấp bậc thái ất. Đại tế ti quay đầu nhìn về phía ân thông, mặt xám như cho, chậm rãi nói ra. mươi 570, huyết tẩy. Ân thông nghe đại tế ti nói như vậy, hầu như không thể tin vào tai của mình, ngẩn người ngay tại chỗ, nhưng tiếp theo quay đầu mãnh liệt, cao giọng quát. Nhanh, ân lương đi đưa tin tộc trưởng, ân phong chịu trách nhiệm mang phụ nữ và trẻ em rút lui, đám người còn lại theo ta xuất khốc nghênh địch. Vâng, trên tế đàn, bảy tám tên hỗ sư tộc từ chân tiên hậu kỳ đến kim tiên sơ kỳ, nguyên một đám thần sắc ngưng trọng, cùng kêu lên đáp. Phía dưới cự thạch đáy sông. Hàn Lập có thể cảm nhận rõ ràng khí thức cường đại của vệ kim tiên khác đang di động cấp tốc về hướng bên này, thậm chí hắn có thể thông qua cô khí tức này, cảm nhận được giờ phút này tâm tình nó đang phẫn nộ mãnh liệt. Kim Đồng, người làm thế nào lại kích thích hắn, vì sao ta cảm giác khí tức của hắn rất không ổn định, tựa hồ đang tức giận ngập trời khó có thể bình tĩnh. Hàn Lập thông qua tâm thần liên hệ, nghi hoặc hỏi. Ta cũng không kích thích gì nó, chỉ hỏi nó nhìn được mà ăn không được thì tư vị như thế nào. Kim Đồng cười trả lời, người có thể nói chuyện trực tiếp với hắn. Hàn Lập có chút ngạc nhiên hỏi khoảng cách quá xa cũng chỉ có thể cảm ứng một chút bất quá trước mắt khoảng cách gần như vậy thông qua cùng loại với tâm thần liên hệ là có thể nói chuyện được cụ thể là xảy ra chuyện gì ta cũng không biết giải thích thế nào dù sao ngươi cũng biết giữa ta và nó thật giống như có sợi dây trói lại nhưng không nhìn thấy ai cũng vùng thoát không được a à. vẻ mặt kim đồng bất đắc dĩ nói ra hàn lập đang muốn nói thêm gì nữa chợt nghe ầm ầm một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc từ đằng xa truyền tới ngay sau đó một cỗ sóng xung kích cuồn cuộn kéo tới, làm cả nhánh sông bị trùng kích sóng tung bay lên, đáy sông cũng cuồn cuộn lên từng trận nước ngầm cường đại. Cùng lúc đó, trung tâm ba tòa cầu đá hình vòm nơi cốc khẩu hồng loa hà cốc nổ tung ra, triệt để đứt làm hai đoạn, hai đầu đoạn đứt đứng chật ních hỗ sư tộc nhân với vẻ mặt phẫn hận. Những người này, trừ những người già yếu phụ nữ và trẻ em, và đại quân đi đến tham chiến tại ám tinh hạp cốc, hỗ sư tộc có khả năng vận dụng toàn bộ sức mạnh, nhân số cũng bất quá 4 năm nghìn người mà thôi. Đường đường trùng tộc chi chủ, vì sao không dám chính diện nghinh chiến cùng liên quân thú tộc, lại đi đánh lén hỗ sư nhất tộc ta? Ân thông dẫn người đi ra, lơ lửng ở trên không cây cầu, nghiêm nghị hỏi. Cách xa gã mấy ngàn trượng bên ngoài, một vệ kim tiên khổng lồ toàn thân lập lòe kim sắc quang mang, hai cánh vỗ mạnh, phát ra tiếng vang to lớn. Đối với câu hỏi của trưởng lão hỗ sư tộc, nó căn bản ngoảnh mặt làm ngơ, một đôi mắt băng lãnh nhìn về chỗ sâu trong lòng chảo sông, lướt nhanh mấy lần, sau đó đột nhiên mở miệng quát, đi ra cho ta. Thanh âm nó cực lớn, cuồn cuộn như sấm sét, chuyển động qua lại trong lòng chảo sông, chấn động làm vết đứt gãy cầu vòm nhanh chóng mở rộng, vô số đá vụn từ đó rơi xuống phía dưới, nước sông phía dưới cũng vang lên thanh âm không ngừng, làm mất đi phong cảnh vốn có. Ngươi muốn tìm ai? Ân Thông miễn cưỡng ổn định thân hình, trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, lớn tiếng quát hỏi. Phệ Kim Tiên Thái ất cảnh phảng phất như không nghe thấy, hai cánh vỗ mạnh, lập tức thân hình khổng lồ như một tòa núi cao màu vàng, bay về phía cốc khẩu. Chỉ là tiểu trùng, lấn người quá đáng, hỗ sư tộc ta thả chết, chứ không chịu nhục, đám người ân thông thấy thế, thân xác lập tức biến đổi, cùng quát lên. Nhưng mà, trong mắt vệ kim tiên tựa hồ căn bản không để ý đến đám hỗ sư tộc nhân này, kim quang lóe lên, thân hình như điện bay đụng về phía cốc khẩu. Trên cây cầu đá vỡ nát, hỗ sư tộc nhân nhao nhao lướt qua bay lên, lui vào trong cốc. Cùng lúc đó, mấy ngàn trượng trong cốc khẩu truyền ra bên ngoài từng trận thanh âm gào thét, mấy trăm đầu dị thú mình sư tử đầu ưng hình thể to lớn, xuất hiện treo lơ lửng song song phía trên, giữa và dưới, mở ra mỏ nhọn về hướng cốc khẩu, phát ra từng trận tiếng vang cổ quái như là trẻ sơ sinh khóc thúc thiết nỉ non. Bên trong tiếng vang này có từng đợt sóng âm kỳ dị truyền động ra, dọc theo lũng sông hình loa phóng đại ra từng tầng, hỗn hợp thành một loại tiếng gầm vô cùng cường đại, đánh sâu về hướng cốc khẩu. Tuy Hàn Lập và Kim Đồng không ở trong phạm vi trùng kích của sóng âm, nhưng vội vàng không kịp chuẩn bị nghe được loại tiếng vang này, cũng không khỏi cảm thấy một hồi đau đớn, tiếp theo là cảm giác nhộn nhạo muốn nôn ra. Cả kinh hắn vội vàng vung tay lên, hóa thành một màn sáng hình tròn, bao bọc mình và Kim Đồng vào, ngăn cách với nước sông chung quanh, mới từ trong loại cảm giác này chậm rãi thoát ra. Hồng loa hà cốc khúc chiết uốn lượn, trong cốc rộng mở, đến nơi cốc khẩu lại đột nhiên bóp chặt, địa thế trở nên chật hẹp lại. Tiếng gầm cuồn cuộn kia được phóng đại tầng tầng trong cốc, sau đó tới cốc khẩu lại kịch liệt co rút lại, lập tức uy lực tăng cường không ngừng gấp trăm lần, liền ngăn chặn oanh kích lên đầu phệ kim tiên vừa mới xông đến cốc khẩu. Âm một tiếng vang thật lớn, tiếng gầm cuồn cuộn vô hình đột nhiên nổ tung ra, phảng phất như có đồ vật chung quanh vỡ ra vô số mảnh vỡ, trùng kích phía trước cốc khẩu, vang lên từng trận như tiếng gào khóc thảm thiết. Thân hình cứng rắn phệ kim tiên tiến lên liền dừng lại ngay tại chỗ, hai tròng mắt nguyên bản lạnh lùng thanh minh lại phảng phất dâng lên một tầng xương trắng, tựa hồ dưới sóng âm trùng kích thần thức đã hỏng mất. Đại thúc, hỗ sư tộc này thật là có thủ đoạn, ta có thể cảm ứng được thần hồn của nó tựa hồ nhận lấy trọng thương, một lát chỉ sợ sẽ lâm vào trạng thái thất thần, chúng ta thừa cơ hội này giết nó. Trong mắt Kim Đồng hiện lên một tia kinh hỉ, nói với Hàn Lập. Hàn Lập nghe vậy, trầm mặc hồi lâu, tiếp theo mới mở miệng nói. Sóng âm trùng kích mãnh liệt bực này, hoàn toàn chính xác có thể gây tổn thương thần hồn, nhưng khí lực càng tổn thương nhiều hơn mới đúng dùng thần hồn mạnh mẽ của ta khả năng cũng sẽ chịu ảnh hưởng nhưng muốn thất thần tuyệt đối sẽ không vượt qua ba hơi thở nhưng người xem bộ dạng của nó lại hoàn toàn như bị đánh mất thần thức rút cuộc là thật hay giả đại thúc người nói là nó giả bộ dụ dỗ chúng ta đi ra ngoài hay sao kim đồng kinh ngạc hỏi có phải là giả vờ hay không thì khoan nói hẳn là rất nhanh sẽ có người giúp chúng ta kiểm tra a à. hàn lập chậm rãi nói ra bên ngoài lũng sông Ân thông nhìn bộ dạng về kim tiên, có chút do so dự, liền cắn răng một cái hạ lệnh, nhân cơ hội này, giết chết kẻ trộm này. Trên không cốc khẩu, tên đại tế thi kia lập tức vạch đứt bàn tay, làm máu tươi chảy xuống thấm đầy pháp trượng trong tay, trong miệng dùng ngôn ngữ chân linh, ngâm tụng từng trận cầu nguyện hoán linh. Theo thanh âm này vang lên, toàn bộ khu vực lũng sông bắt đầu sinh ra một loại khí thức thập phần cổ quái, một tầng xương mù màu máu nhàn nhạt, nhạt, bắt đầu tràn ngập ra, bao trọn cả lũng sông vào. Trong sương mù màu máu, hai mắt cả đám ân thông hỗ sư tộc nhân nhao nhao chuyển thành màu huyết hồng, trên gương mặt đồng thời sáng lên một đạo hào quang màu đỏ sậm, một cái đồ đằng dị thú hình man sư từ đó hiển hiện ra. Theo ấn ký đồ đằng này sáng lên, thân thể hỗ sư tộc nhân bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thân hình nhao nhao cất cao, hóa thành một đám cự nhân cao vài chục trượng, đầu sư tử bốn phía đều biến mất không thấy gì nữa, nguyên bản gương mặt họ không khác nhân tộc giờ lại giống sư tử như đúc. Giết, nương theo một hồi tiếng giết gào hô loạn điên cuồng, những hỗ sư tộc nhân nhao nhao lướt gấp lên, vây vệ kim tiên lại, xung phong liều chết tấn công. Tuy hình thể bọn họ phát triển lớn hơn rất nhiều, nhưng so với vệ kim tiên vẫn tranh lệch khá xa, nguyên một đám vung vẩy móng vuốt sắc bén cao nhọn, cào xé thân thể vệ kim tiên. Chanh chanh chanh, một hồi thanh âm lộn xộn bén nhọn vang lên không ngừng, kim quang quanh thân vệ kim tiên chập trùng, nhưng hầu như không có nửa điểm tổn thương. Tấn công chỗ hiểm, ân thông hét to một tiếng, như ngựa sung trận lên trước, vọt tới cặp mắt xương trắng của phệ kim tiên. Hỗ sư tộc nhân còn lại, dưới sự dẫn dắt của trưởng lão cấp chân tiên trở lên cũng đều nhao nhao xông thẳng đến các điểm yếu thân thể phệ kim tiên như khớp xương, hai cánh. Lúc tới gần mắt phải phệ kim tiên, hào quang đồ đằng trên gương mặt huyết sắc ân thông sáng hơn, từng tầng chấn động linh lực cường đại như nước thủy triều dâng lên, từ các khiếu huyệt quanh thân dũng động ra, chút xuống tiêm chảo bên tay phải. Cánh tay gã đại thịnh hồng quang, trực tiếp phồng lớn lên một vòng, thoạt nhìn có chút không hài hòa với thân hình, nhưng ẩn chứa trong đó lực lượng có tính chất bạo tạc làm cho người không dám khinh thường. a à, lần này đánh tới, xem người còn giả bộ nữa không? Tuy Hàn Lập ở dưới đáy sông phía xa nhìn không thấy tình cảnh giao chiến bên ngoài, nhưng thông qua chấn động thiên địa nguyên khí, thực sự có thể suy đoán ra tình trạng nơi cốc khẩu. Hắn ở bên này vừa dứt lời, ân thông bên kia cơ hồ vận dụng một thân toàn bộ lực lượng đánh ra một kích đáng sợ, đã đến trước mắt vệ kim tiên, trong ánh mắt trắng mịt mờ hơi nước của nó thậm chí đã phản chiếu ra cự trảo ân thông. Nhưng vào lúc này, cặp mắt kia đột nhiên lay động một cái, tầng xương mù màu trắng lập tức tiêu tán không thấy, thay vào đó là đôi mắt vô tình lạnh lùng băng lãnh trước kia. Ân thông bị nó nhìn thoáng qua, cảm thấy toàn thân như rơi vào hầm băng, toàn thân bốc lên hàn khí. Nhưng mà, tên đã lên dây, không phát không được rồi. Gã chỉ kịp hét lớn một tiếng mau lui lại, một chảo liền đâm vào con mắt vệ kim tiên. Tranh một tiếng nổ mạnh cao nhọn, liên tiếp điện quang hỏa tinh bắn tóe ra tứ tán, Vệ kim tiên khép lại mí mắt bị tiêm chảo đánh vỡ ra một lỗ hổng dài hơn 10 trượng, chất lỏng hơi mờ tựa như huyết dịch từ đó chảy xuống ồ ồ, uốn lượn như dòng suối. Mí mắt vệ kim tiên khẽ run lên, lần nữa mở ra, dưới thân đồng thời run lên, quét ra bốn phía. Phốc một tiếng vang nhỏ truyền đến, một mảnh tinh quang gần như vòng tròn từ dưới thân nó quét ngang ra, như là vài thanh liêm đao câu hồn chảm phách quét về bốn phương tám hướng, những nơi đi qua, vạn vật tán loạn. Hàng ngàn hỗ sư tộc nhân, ngoại trừ giải rác mấy trăm người nghe theo ân thông sớm một bước thối lui ra bên ngoài, kể cả ân thông ở bên trong, tất cả thân hình mọi người đều đứt gãy ra, bị chém thành hai nửa. Phệ Kim Tiên hiển nhiên đã động chân hỏa, vẫn không bỏ qua những người kia, thân hình lại vòng một cái, hai cánh sau lưng cấp tốc vung vẩy, thân thể cao lớn xoay tròn kịch liệt ngay tại chỗ, rất nhanh tạo nên một đạo phong bạo màu vàng to lớn, quét vòng ra bốn phương tám hướng. Những tàn chi đoạn hài hỗ sư tộc nhân kia, ngay cả thần hồn Nguyên Anh cũng chạy trốn không được, liền bị quấn vào trong đó, mài thành bột mịn, máu tươi cũng bị quấy thành hạt bụi hồng nhạt rất nhỏ, rãi đầy trên không lũng sông. Hỗ sư tộc nhân còn sót lại một đường trốn về trong cốc, cùng tên đại tế thi đứng trên một tế đàn ở trong cốc, nhìn qua bầu trời cốc khẩu màu hồng phấn, thần sắc bi phẫn tuyệt vọng. Trong cốc còn có phụ nữ trẻ em, chúng ta không chết, cũng không còn mặt mũi nào đi gặp ân thân đại nhân. Dùng huyết chúng ta, đốt thân thể chúng ta, phụng thỉnh thần linh, nguyện cửu linh đại nhân hàng lâm. Đại tế ti thở dài một tiếng, sau đó giọng khàn khàn quát to. Dứt lời, hai mắt gã nhắm lại, giơ pháp trượng trong tay lên, đâm thẳng vào ngực mình. Chương 571, gắp lửa bỏ tay người. Lấy máu ta, đốt thân thể ta, phụng thỉnh thần linh, nguyện cầu cửu linh đại nhân giáng lâm. Lúc đại tế ti đâm pháp trượng vào trái tim mình, những người hỗ sư tộc còn lại cũng đồng dạng ngâm tục, đâm lợi chảo vào trái tim mình, đại lượng máu tươi tinh hồng tuôn ra, tràn nhanh ra khắp nơi, nhiễm thấu cả tòa tế đàn ngực đại tế ti bị cắm pháp trượng sinh cơ nhanh chóng trôi qua tựa hồ bị pháp trượng này hấp thu chỉ có đôi mắt lại sáng rực lên theo thanh âm ngâm tụng trong miệng không ngừng vang lên tế đàn bị máu tươi nhiễm đỏ cũng bắt đầu hiện ra một tầng quang mang đỏ sậm rất nhanh tầng quang mang này liền tăng vào điên cuồng lên hóa thành một cột sáng đỏ sậm cao ngàn trượng bên trong cột sáng một hư ảnh dị thú to lớn nổi lên quang mang dần dần trở nên thực thể rõ ràng là một đầu man hoang chân linh có hình thể to lớn như núi trên cổ sinh ra chín cái đầu man sư. Da lông quanh thân sư này có màu tím sập, trên cổ là một vòng lông bầm lóe ra hào quang màu tím, thong thả phiêu đáng theo gió, nhìn tựa như là một chùm u hỏa liệt diễm ám tử sắc. Giống, chân linh này tên là cửu linh man sư, ánh mắt nó quét qua cốc khẩu, thấy tình trạng thê thảm lập tức khóe mắt muốn nứt ra, chín cái miệng lớn như bồn máu đồng thời phát ra một tiếng gào thét chấn thiên. Bên trong tiếng rít này tràn đầy sự phẫn nộ và cừu hận, hiển nhiên đã tức giận tới cực điểm cung phụng chân linh các bộ tộc có chút khác biệt với nó trên thân hỗ sư nhất tộc thật sự mang theo huyết mạch đầu chân linh này cho nên giữa bọn họ có liên hệ rất chặt chẽ có thể nói người hỗ sư nhất tộc chính là huyết mạch hậu nhân của nó trùng linh vô sỉ người muốn chết cửu linh gào thét một tiếng sau đầu một cái đầu chính giữa đột nhiên há miệng hút vào chỉ thấy một cỗ hấp lực vô hình sinh ra huyết khí hỗ sư nhất tộc giải rác trong thiên địa lập tức bị cỗ lực lượng này dẫn dắt từ bốn phương tám hướng hội tụ lại tràn vào phía trong miệng nó Cùng lúc đó, ở nhiều chỗ tế đàn bên trong Hà Cốc, vốn không có người điều khiển, vậy mà tự hành vận chuyển lại, ấn ký đồ đằng khắc trên đó sáng lên quang mang, từ đó dâng lên từng tòa lửa đàn hình dáng tử sắc. Bên trong lửa đàn, có lấm ta lấm tâm u tử quang mang, như lửa lưu huỳnh phiêu tán ra, theo huyết khí cuồn cuộn cùng một chỗ tràn vào trong miệng cửu linh. Trong miệng cửu linh phát ra trận trận tiếng gào thét khàn khàn, cơ bắp quanh thân đột nhiên trướng lên, bên ngoài thân hiện ra một tầng vảy đỏ, chỗ lông bầm nơi cổ cũng dài hơn, khí tức vậy mà tăng đến thái ất trung kỳ. Dưới đáy nước Hà Cốc, Hàn Lập cảm nhận được biến hóa của khí tức này, thần sắc hơi đổi, nhịn không được lẩm bẩm. Hỗ sư nhất tộc thật là có chút ý tứ, giữa bọn hắn và cung phụng chân linh có quan hệ không giống bình thường, ngược lại là có chút cùng loại với tổ thần Hắc Phong Đảo. Bằng vào huyết mạch cung cấp nuôi dưỡng và trong tế đàn ẩn chứa tín ngưỡng lực, có lẽ chân linh này còn có thể đánh một trận với phệ kim tiên kia. Có lợi hại như vậy không? Kim Đồng nửa tin nửa ngờ hỏi lúc trước những người hỗ sư tộc kia cung cấp huyết mạch nuôi dưỡng không nói, nhưng trong những tế đàn này cũng góp nhặt bao nhiêu đồ đằng tín ngưỡng lực, đánh thì khẳng định là đánh không lại, nhưng cứ xem có thể đánh tới trình độ nào." Hàn Lập chậm rãi nói. Nghe Hàn Lập nói vậy, trên mặt Kim Đồng hiện ra vẻ luôn nóng, đúng là đang hào hứng nghĩ đến việc quan chiến. Thấy thế, Hàn Lập cũng dở khóc dở cười, "Đi." Hắn giơ tay vỗ lên đầu Kim Đồng, nói. Kim Đồng nghe vậy, hơi chần chừ nhưng thuần thuộc lật tay một cái lấy ra hồn giáp phủ dán lên trên trán. Hàn Lập cũng phát tay gọi ra Bạch Ngọc Tỳ Hưu, khiến nó một ngụm nuốt kim đồng đã hóa thành kim sắc giáp trùng vào. Sau một lát, bên trong hà cốc bỗng nhiên nổ tung một mảng lớn sóng nước, một chiếc bích ngọc phi xa phá vỡ bọt nước sông lên trời, nháy mắt liền hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Bên ngoài hà cốc, phệ kim tiên phát giác được khí tức kim đồng lại một lần nữa biến mất không thấy gì nữa, hai mắt nhìn lên trời, trong con mắt hiện lên một tia chán ghét, hai cánh vỗ mạnh liền muốn truy đuổi theo. Đúng lúc này, trước người nó bỗng nhiên có một mảnh u tử quang mang sáng lên, một cỗ hỏa diễm tử sắc bừng bừng thao thiên từ ngay phía trước vào tới, hóa thành một biển lửa nóng bỏng, ngăn đường đi của nó lại. Hai mắt vệ kim tiên chuyển động nhìn sang, liền thấy cái đầu chính giữa của cửu linh đang mở lớn ra như bồn huyết, từ đó phun ra hung diễm cuồn cuộn ngập trời. Trong miệng bốn cái đầu bên trái thì đồng thời dâng trào từng đạo gió lốc màu trắng, thổi vào hỏa diễm làm dâng lên từng vòng xoáy khổng lồ, vây khốn vệ kim tiên ở trung tâm. Trong miệng bốn cái đầu còn lại cũng dâng trào ra đại lượng tử sắc u điện, đều tràn vào bên trong vòng xoáy hỏa diễm. Dưới sự liên kết của tử sắc u điện, ở giữa mấy trăm vòng xoáy hỏa diễm to lớn quán thông thiên địa sinh ra một lực hấp dẫn rất đặc biệt cực kỳ cường đại, làm vây tụ thành một tòa cổ trận tinh diệu như cấm tuyệt thiên địa. Tất cả vật bị hãm bên trong sẽ cảm giác thân thể và cả thần hồn đều bị cỗ lực lượng này dẫn dắt và áp chế, căn bản không cách nào đào thoát, chỉ có thể bị nhốt ở bên trong, chờ đợi hỏa diễm được từ sắc u điện kéo đến gần, cuối cùng bị cỗ lực lượng này nghiền ép nung khô đến chết. Cùng lúc đó, mấy trăm đầu dị thú mình sư tử đầu ưng hình thể to lớn ở trong cốc trước đó, giờ phút này cũng nhao nhao bay ra cốc, bay chung quanh mảnh biển lửa tử sắc này, há miệng hú gọi, phát ra trận trận sóng âm, đánh tới phía phệ kim tiên. Trong hai mắt phệ kim tiên chớp động kim quang, thân sắc tựa hồ có thêm mấy phần nghiêm túc, hai cánh phía sau rung động dữ dội, một cỗ chấn động cổ quái từ trên thân nhộn nhạo ra ám tinh hạp gốc trong đại điện mà thác nước trên vách núi chảy xuống tộc trưởng bát đại thánh tộc ngồi trên ghế gia thú lớn gần nhau còn tộc trưởng các bộ lạc nhỏ thì phân biệt ngồi vây quanh phía dưới trung tâm mọc lên một lửa đàn lửa than tươi sáng tiếng nổ đôm đốp thương thế vương đã khôi phục như thường chư vị có thể yên tâm nạc thanh lân ngồi tại vị trí chủ vị mở miệng nói với mọi người thương thế vương khôi phục thật là một sự kiện đáng ăn mừng nhưng ta thực sự nghĩ mãi không ra vì sao trùng linh kia không thừa cơ đánh tới chẳng lẽ là tên nhân tộc kia đã tạo thành tổn thương viễn siêu so với chúng ta tưởng tượng làm nó đến nay chưa thể khỏi hẳn trạch vô thực hơi nghi hoặc một chút hỏi khả năng này không lớn nếu nhân tộc kia có bản sự lớn như thế trước đó sẽ không lưu lại hàng nhái giả thân âm thầm rời khỏi ám tinh hạp gốc trên thân nhân mị khói trắng lượn lờ lắc đầu nói không sai nếu hắn thật có bản sự này dưới tình huống vương thụ thương hắn há lại e ngại đánh với chúng ta một trận. Nạc Thanh Lân gật gật đầu, biểu thị đồng ý nói. Thanh Lân tộc trưởng, hiện nay vẫn chưa tra ra nơi nhân tộc này hạ lạc sao. Hỗ sư tộc trưởng ân thân đột nhiên hỏi, bây giờ mặc dù trùng linh không có chủ động xâm phạm, nhưng hai tộc trùng thú vẫn đang đối đầu, đại chiến hết sức căng thẳng, ta phái nhân thủ ra dò xét có hạn, chỉ một thời gian ngắn rất khó tìm ra. Nạc Thanh Lân liếc lão một cái, nói, ân thân nghe vậy, trên mặt toát ra một chút bất mãn, đang muốn nói tiếp đột nhiên miệng hơi mở ra liền dừng lại ngay sau đó lão liền xuất ra một khối bạch cốt đặc chế lớn chừng bàn tay cắt đầu ngón tay nhỏ xuống một giọt máu tươi lên đó theo máu tươi rơi xuống trên đám xương trắng kia rất nhanh hiện ra một tầng phù văn bí ẩn và đồ đằng ấn ký hai tay ân thân nâng bạch cốt lên đặt ở trên trán mình nhìn giống như đang cầu nguyện sau một lát thân xác lão biến đổi bỗng nhiên từ tại chỗ đứng lên làm chiếc ghế ra thú dưới thân bay rất ra ngoài nện trên mặt đất vỡ vụn ầm ầm thành bột mịn. Ân thân tộc trưởng, người đây là, trong lòng Nạp Thanh Lân biết rõ, để cho lão gia hỏa ân thân này thất thố như vậy, nhất định là phát sinh đại sự gì đó. Trùng Linh tập kích hồng loa hà cốc, bản thân ân thân trong lúc nhất thời cũng khó mà tiếp nhận, thì thảo nói. Cái gì, nó xuất lĩnh đại quân đi hồng loa hà cốc sao? Trạch vô thực kinh ngạc hỏi, nó đi một mình đến hồng loa hà cốc, người hỗ sư nhất tộc lưu thủ, trừ người già trẻ em, cơ hồ toàn bộ những người khác đều chết trận, ngay cả cửu linh đại nhân. Trong hốc mắt ân thân nổi lên huyết sắc, nói từng chữ từng câu. Trách không được lúc trước đại quân trùng tộc không có chủ động đánh tới, nó đúng là. Nhân mị giật mình nói, nói như vậy, hiện nay trong đại quân trùng tộc chú đóng ở bên ngoài ám tinh hạp cốc không có trùng linh tỏa chấn. Giả kiêu tộc trưởng đăng quỷ đột nhiên mở miệng hỏi, một câu nói kia của gã ý tứ rất rõ ràng, chính là hy vọng liên quân thú tộc nhân cơ hội này xuất kích, nhất cử đánh tan trùng tộc. Ân thân nghe vậy, hai mắt chuyển sang nhìn về phía đăng quỷ trong mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ sau một hồi lâu mới mở miệng nói ra đại kế chư vị thảo phạt trùng tộc thứ cho hỗ sư tộc không thể phụng bồi trùng linh đánh đến hồng loa hà cốc tình huống bên kia có lẽ đã xong rồi giờ này ân thân tộc trưởng có trở về hay không thì ý nghĩa cũng không lớn không bằng cùng các tộc liên hợp đánh tan trùng tộc thay tộc nhân báo thù ta nghĩ chư vị đang ngồi hẳn là đều nghĩ như vậy đúng không đôi mắt đăng quỷ nhìn như không thấy nói như thế bên trong đại điện không người đáp lời bầu không khí có chút trầm mặc đám người mặc dù xác thực đều nghĩ như vậy nhưng không ai nguyện ý nói thẳng ra phát sinh thảm sự bực này thực sự là chuyện ngoài ý liệu ân thân tộc trưởng có thể mau chóng trở về hồng loa hà cốc thu xếp tốt trong tộc mới là chuyện quan trọng mọi việc liên quân tạm thời không cần tham gia nếu cần hỗ trợ cứ nói u thần tộc ta tự nhiên hết sức giúp đỡ nạc thanh lân đứng dậy hai tay chắp ở trước ngực thi lễ với lão nghiêm túc nói cửu linh đại nhân bị thương rất nặng, đã vô pháp cung cấp đồ đằng che chở cho hỗ sư tộc chúng ta, chúng ta lưu trong liên quân cũng không phát huy nhiều tác dụng, bây giờ trước trở về hồng loa hà cốc. Vương bên kia, ân thân nghe vậy, thần sắc hơi trùng xuống, đáp lễ, nói. Ân thân tộc trưởng cứ yên tâm, ta sẽ bẩm báo với túc lục đại nhân và vương, bọn họ tất nhiên sẽ hiểu. Nạc thanh lân bảo đảm nói, vậy làm phiền, đa tạ. Giờ phút này tâm thần ân thân đã không còn ở chỗ này, có chút mất hồn mất vía nói cảm ơn một tiếng, nhanh chân đi ra bên ngoài đại điện. Đợi lão rời đi, các tộc trưởng còn lại nhao nhao lấy bí pháp liên hệ trong tộc, xác nhận bản tộc không có tao ngộ trùng linh tập kích, sau đó tất cả mới yên lòng. Chương 572, thiêu đốt bản nguyên, chư vị, về việc trùng linh tập kích nơi ở của hỗ sư tộc, các người thấy thế nào? Ánh mắt Nạc Thanh Lân đảo qua mọi người, mở miệng hỏi. Tốn thời gian mấy chục năm, tập kết chừng mấy trăm trùng tộc tinh nhuệ, tập trung hỏa lực tới ám tinh hạp cốc, kết quả tiến công một lần thất bại, về sau lại vứt bỏ đại quân trùng tộc, không chú ý nữa, ngược lại một mình đánh lén hồng loa hà cốc, việc này. Không hợp với lẽ thường A, ô lỗ lắc lắc đầu, trầm ngâm nói, hành vi này hoàn toàn chính xác làm cho người khó hiểu, không hợp với tính tình trùng linh mà ta đã biết. Mãn lâm cũng mở miệng nói ra, mọi người, người một lời ta một câu, cuối cùng cũng không kết luận được gì, ngược lại nạc y phàm đứng một bên trong đại điện cùng đám tộc trưởng lúc này cúi đầu không nói giống như ngộ ra điều gì lệ tiền bối ở tại ám tinh hạp cốc trùng linh không hợp với lẽ thường chỉ huy đại quân trùng tộc giết tới u thần tộc lệ tiền bối rời khỏi ám tinh hạp cốc trùng linh lại không hợp với lẽ thường giết tới hỗ sư tộc giữa hai chuyện này chẳng lẽ lại thật sự có quan hệ gì đó nàng nhớ rõ lần đầu vị lệ tiền bối kia gặp bọn họ bên người có xuất hiện một kim trùng cổ quái khi tức trên người nó có vài phần tương tự với trùng linh Chẳng qua lúc trước nàng thấy kim trùng kia giết người hôi tiềm tộc không nương tay chút nào, nên không nghĩ quá nhiều, hiện tại ngược lại mơ hồ cảm thấy có chút manh mối hiện ra. Truyền thuyết nói rằng, bên trong trùng tộc có cùng tổ tiên, chúng lại ưa thích thôn phệ đồng loại, chẳng lẽ trùng linh thẳng đến ám tinh hạp cốc, thật là vì kim trùng mà lệ tiền bối mang theo bên người. Suy nghĩ như vậy, Nạc Y phàm càng sợ hãi cả kinh, điều này chẳng khác nào nói, biến cô ám tinh hạp cốc lúc trước hoàn toàn là do mình mang về. Sắc mặt của nàng trở nên trắng bệch. Đầu cũng cúi thấp xuống, cuối cùng không dám nói ra suy đoán của mình. Đây cũng không phải nàng sợ bị phụ thân hoặc là những người khác trách cứ thậm chí xử phạt, mà sợ bởi vì chuyện này đưa tới các tộc khác bất mãn với U thần tộc, điểm này nàng đảm đương không nổi. Thời gian nhoáng một cái lại qua hơn mấy tháng, lúc trước đánh một trận tại Hồng Loa Hà cốc xong, vẻ kim tiên thái ất cảnh mặc dù trọng thương chân linh cửu linh hỗ sư tộc, nhưng bản thân cũng đồng dạng tiêu hao thật lớn, cho nên việc đuổi giết kim đồng ngược lại chậm hơn rất nhiều lại để cho Hàn Lập khó có được đoạn thời gian tương đối nhẹ nhóm Bất quá, thời gian nhẹ nhóm này cũng chỉ là nói về việc bí bách lúc trước bị phệ kim tiên liều mạng đuổi giết đấy. Trên thực tế, bởi vì càng lúc càng thâm nhập sâu trong man hoang giới vực, hoàn cảnh xung quanh cũng càng ngày càng phức tạp, như lúc đầu gặp phải dị thú cấp độ sa thú hoặc trương ngư, ở đây chỗ nào cũng có, mà khí tức so với bọn chúng còn muốn cường đại hơn, tự nhiên cũng không hiếm thấy. Cũng may đã có vết xe đổ, lại hiểu rõ hơn về hoàn cảnh phức tạp man hoang, Hàn Lập dựa vào thần thức khổng lồ của mình, vừa phát hiện liền chuyển hướng tránh xa, tuyệt đối không xâm nhập lãnh địa của chúng. Nhưng dù vậy, cũng không cách nào tránh khỏi một ít hung thú chủ động giết đến tận cửa, nhưng mặc kệ khí tức chúng cường đại hay không, Hàn Lập cũng không nguyện dây dưa, sợ làm trễ nãi thời gian, chậm lại tốc độ. Dù như thế, tốc độ của bọn hắn vẫn không thể tránh né việc chậm đi rất nhiều. Một ngày này, trong đêm, giải đạo nhân khống chế Bích Ngọc Phi Sa, nhanh như tên bắn vụt qua một chỗ rộng lớn trên bình nguyên, hàn lập thì khoanh chân ngồi ở phía sau phi xa tay đang nắm một quả ngọc giản màu đen vuốt ve nhẹ lông mày hắn nhíu chặt dường như đang suy nghĩ cái gì lộ ra vài phần do dự sau một lát hắn thở nhẹ ra một hơi nâng ngọc giản dán lên mi tâm ngọc giản này ghi chép đúng là tầng thứ tư công pháp luyện thần thuật lúc trước sau khi đạt được tầng công pháp này hắn đã rốt lòng tìm hiểu một đoạn thời gian giải quyết bản thân khỏi bị cắn trả nhưng một mực không thể đại thành vốn định vượt qua man hoang giới vực sẽ tìm một chỗ an ổn hảo hảo tu luyện. Nhưng bây giờ, hắn lại không thể không bắt đầu sớm. Bởi vì, thời điểm đối mặt đối thủ cường đại phệ kim tiên thái ất cảnh có thể nhiều ra một thủ đoạn bảo vệ tính mạng thì càng tốt, dù sao muốn trong thời gian ngắn tăng lên tu vi cảnh giới là rất khó, cần phải tìm hiểu công pháp thần hồn để tìm cửa khẩu đột phá, có lẽ còn có cơ hội, dù sao thần hồn phệ kim tiên này cũng là điểm yếu của nó. Theo đó linh quang trên ngọc giản sáng rõ, thân sắc hàn lập dần dần bình tĩnh lại, chìm vào tư thế nhập định. Kim Đồng ngồi ở mép phi xa, nhưng người đưa lưng về phía hắn, hai chân thòng xuống phi xa đung đưa nhẹ nhàng. Bởi vì vệ kim tiên thái ất cảnh kia dường như dần dần nhìn thấu được thủ đoạn lúc nàng trốn trong bụng tì hưu liền cải biến phương vị, nên lúc đó nó liền dứt khoát ở nguyên tại chỗ lẳng lặng chờ nàng đi ra lại tiếp tục đuổi theo. Cho nên hiện tại Hàn Lập cũng dứt khoát không để nàng trốn vào, mà là trong một ít thời khắc mấu chốt mới chọn dùng phương pháp này. Kể từ đó, nàng ngây ngốc thời gian bên ngoài lại càng lâu hơn. Lúc này trên mặt kim đồng đã ít thấy vẻ vui vẻ như trước, thoạt nhìn như trong vòng một đêm lại lớn hơn rất nhiều, cũng trầm mặc hơn trước. Bị một tử địch cường đại đuổi theo không chết không thôi lâu như vậy, tuyệt đối không phải là trải nghiệm thú vị gì cả. Nàng cúi đầu quan sát dòng sông chảy uốn lượn dưới bình nguyên bên dưới, dưới ánh trăng chiếu dọi hiện ra từng vảy cá giống như bạch quang, bỗng nhớ lại mình còn có một đống tinh thạch cũng đồng dạng lóe sáng như vậy còn chưa có ăn xong, vội vàng lấy ra, cầm trên tay đưa lên miệng nhỏ bắt đầu gặm ăn, trên mặt lập tức lại nhiều ra một phần thỏa mãn. Nửa đêm, trăng tròn sáng như tuyết treo trên không, đã không còn bị mây đen che khuất, càng trong trẻo vô cùng. Quanh thân Hàn Lập đắm chìm trong ánh trăng, bên ngoài thân bao lấy một tầng quang mang mông lung, như phủ lên một tầng bạch quang có chút mơ hồ, nhìn qua ngược lại có vài phần nhu hòa. Bất quá, lúc này thân hình hắn cũng hơi lay động, chỗ nghi tâm dường như mở ra một con mắt khác, có từng sợi tơ óng ánh ra ra vào vào lặp đi lặp lại, thoạt nhìn hết sức kỳ lạ. Giải đạo nhân đứng ở phía trước phi xa đưa lưng về phía hàn lập, cảm nhận được sau lưng truyền đến chấn động của quái, nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Gã khẽ cao mày, trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Lúc này thần thức hàn lập chấn động, dường như có chút bất ổn, giống như bong bóng khí không ngừng biến lớn lên rồi đột một co rút lại, hoặc như là một cái vòng đang không ngừng mở rộng ra rồi đột một rung động thu nhỏ lại. Trên thực tế, lúc này trong thức hải hàn lập cũng đúng là như thế, chẳng qua là cảnh tượng nghiêm trọng hơn rất nhiều tất cả thần thức lực trong thức hải hắn như thủy triều nhộn nhạo một hồi chấn động càng lúc càng lớn nhấc lên tầng tầng sóng gió động trời một hồi lâu sau hàn lập đột nhiên trợn hai mắt lên hít một hơi mãnh liệt kịch liệt thở dốc đại thúc ngươi làm sao vậy không sao chứ kim đồng ngồi ở một bên thấy vậy kinh hãi vội thu chân lại nhảy đến bên cạnh hàn lập hỏi hàn lập không trả lời ngay có chút mệt mỏi thu ngọc giản màu đen vào lật tay lấy ra một quả đan dược ăn vào sau đó mới đưa tay lau mồ hôi trên trán ta không sao chẳng qua vừa rồi tu luyện có chút nóng vội tranh lệch một điểm nên gây ra rủi ro mà thôi hắn không giải thích cặn kẽ chậm rãi nói ra tầng thứ tư công pháp luyện thần thuật nội dung bên trong cũng không có nhiều chỗ tối nghĩa khó hiểu nhưng tu luyện càng về sau thì mạo hiểm càng lớn không nghĩ vừa rồi thức hải hắn lại nhấc lên phong bạo như vậy rất dễ tẩu hỏa nhập ma vậy là tốt rồi vừa rồi động tĩnh của ngươi làm ta giật cả mình đấy Kim Đồng cũng thở nhẹ ra một hơi nói, có động tính gì mới à? Hàn Lập thu liếm suy nghĩ, hỏi, nó vẫn bộ dạng như cũ, huynh hoang khoác lác đèo bám phía sau, lúc này có lẽ. Kim Đồng vừa nói, vừa cẩn thận cảm thụ liên hệ với phệ kim tiên kia, sắc mặt bỗng nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Như thế nào, nó đổi sắp tới, thân sắc Hàn Lập biến đổi, biết xảy ra chuyện gì, nói gấp. Đại thúc, vừa rồi nó còn không có động tính gì, giờ lại đột nhiên tăng tốc độ. Kim Đồng lập tức nói, đại khái khoảng bao nhiêu ngày có thể đuổi kịp chúng ta? Hàn Lập trầm giọng hỏi, không có mấy ngày, dựa theo tốc độ này, tối đa mấy canh giờ liền đuổi kịp chúng ta. Khuôn mặt kim đồng khổ sở, nói ra, giải đạo hiểu, ngươi nghỉ ngơi một chút, phi xa giao cho ta điều khiển đi. Hàn Lập quay người lại nói với giải đạo nhân, gã nghe vậy, gật đầu nhẹ, không nói lời nào, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo kim quang bay vào trong tay áo Hàn Lập, biến mất không thấy. Hàn lập liếc qua tiên nguyên thạch trên trận pháp phi xa, xem chừng tạm thời không cần bổ sung, liền khống chế phi xa, thúc giục nó, quang mang bỗng nhiên sáng rõ, cấp tốc lao về phía trước. Đừng lo lắng, người vào trong bụng tiểu bạch trước, giấu kỹ khí thức của mình, chúng ta sẽ thay đổi phương hướng mấy lần, xem có thể vứt bỏ hắn hay không. Hàn lập quay đầu nhìn thoáng qua kim đồng, chấn an nàng. Kim đồng gật đầu nhẹ, lấy hồn giáp phù ra, đang muốn dán lên ót của mình, bàn tay không khỏi cứng đờ. Nó điên rồi sao? rõ ràng đang thiêu đốt lực lượng bản nguyên, tốc độ tăng nhanh. Nếu như vậy, không tới ba canh giờ, nó có thể đuổi kịp chúng ta nàng nhịn không được cả kinh kêu lên. Xem ra sự kiên nhẫn của nó cũng đã đến giới hạn. Lông mày hàn lập cao lại nói, vừa dứt lời, tốc độ bích ngọc phi xa bỗng nhiên giảm đi, ngừng lại treo trên cao. Như thế nào dừng lại rồi, đại thúc, kim đồng khó hiểu nói, trước mắt trốn như vậy cũng không phải biện pháp, nhất định sẽ bị đuổi kịp đấy hàn lập nhìn thoáng qua màn đêm âm trầm nói ra thế nhưng thời gian đạo văn của đại thúc ngươi còn chưa khôi phục hoàn toàn chúng ta dùng cứng đối cứng với nó khẳng định không có bất kỳ phần thắng nào kim đồng kinh ngạc nói ai nói muốn cùng hắn đối cứng chẳng qua là đổi biện pháp trốn mà thôi ngươi dán hồn giáp phù lên trốn vào bụng tiểu bạch đợi đi khuôn mặt hàn lập tươi cười nói ra kim đồng lên tiếng dán phù lên đầu mình hàn lập lập tức gọi bạch ngọc tỳ hưu ra nuốt kim đồng đã hóa thành kim sắc giáp trùng vào. Thu hồi bạch ngọc tỳ hưu xong, lông mày hàn lập không khỏi nhíu một cái, nói lầm bầm một tiếng tới thật nhanh. Lúc này không cần kim đồng cảm ứng, vệ kim tiên kia đã xông vào phạm vi thần thức của hắn, khoảng cách giữa bọn họ đã rất gần. Hàn lập phất tay thu bích ngọc phi xa lại, hai mắt ngưng lại, trong đôi mắt sáng lên từng tia điện ngân sắc nhẹ nhẹ, hai tay nhanh chóng vũ động bấm pháp quyết. Rất nhanh, quanh thân hắn sáng lên ngân sắc như tuyết, bắt đầu dây dưa mở rộng ra, Ngưng tụ thành một tòa ngân sắc lôi trận. Theo một tiếng nổ vang, ngân sắc lôi trận bỗng nhiên tỏa sáng hào quang, thân ảnh Hàn Lập cũng theo đó mơ hồ một cái, sau đó biến mất vô tung. Chương 573, theo đuổi không bỏ. Không bao lâu sau khi thân hình Hàn Lập biến mất, từ chân trời xa xôi nào đó bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng thét, ngay sau đó, một ít hào quang màu vàng nổi lên, nhanh chóng biến lớn, lướt gấp tới hướng bên này. Đoàn hào quang màu vàng này cực kỳ chói mắt, tựa như một vòng kiêu dương, khiến cho sinh vật chung quanh căn bản không dám coi thường. Ngay rìa quang mang sắc bén như lưới cưa, đúng là từng đạo quang diếm phun ra, những nơi đi qua, hư không nổi lên trận trận gợn sóng mắt thường có thể thấy được, tựa hồ muốn bị cắt đứt ra. Cuối cùng, kim quang lơ lửng trong hư không ngay vị trí hàn lập đứng trước đó. Theo tia sáng này dần dần giảm đi, một thân ảnh giáp trùng màu vàng to lớn từ đó hiện ra, hai cánh vỗ mạnh, chính là phệ kim tiên thái ất cảnh vẫn luôn đeo bám không bỏ hàn lập kia không biết có phải vì nguyên nhân thiêu đốt lực lượng bản nguyên hay không, hình thể nó so với lúc xuất hiện ở hồng loa hà cốc trước kia rõ ràng nhỏ hơn một vòng, nhưng khí diễm trên thân lại tăng lên mấy phần, đôi mắt băng lãnh, tràn đầy sát ý ngút trời. Trước đây không lâu, nó nhận được tin tức từ trùng tộc truyền đến, bát đại thú tộc tập hợp lực lượng các tộc đột nhiên phản công quy mô lớn, dưới sự dẫn đầu của thú vương u hộ, chân linh các tộc đều xuất hiện, giết đại quân trùng tộc vốn khuyết thiếu thông soái là nó đến liên tục bại lui, tử thương vô số, đại quân trùng tộc còn sót lại bắt đầu toàn diện lui về lãnh địa trùng tộc sau đó không thể tránh được bị thú tộc xâm chiếm mảng lớn lãnh địa cuộc diện tạo ra lúc trước thật tốt giờ không còn sót lại chút nào nhưng mà cho dù rơi vào tình trạng này nó cũng không có ý định quay về trùng tộc hoặc có thể nói sống chết của trùng tộc đối với nó tựa hồ cũng không bằng đồng loại vạn nhất phía trước người người khí tức lôi điện còn sót lại trong không khí vệ kim tiên không tiếp tục truy tung nữa mà lơ lửng ở nguyên chỗ điều tức khôi phục kinh nghiệm nói cho nó biết chỉ cần chờ tiểu gia hỏa kia lần nữa hiển lộ tung tích rồi lại truy đuổi, như vậy so với một trận phí công lầm phương hướng thì ổn thỏa hơn nhiều. Ngoài ra, nó tin tưởng, loại không gian truyền tống giống như trốn chạy chi thuật này, tuyệt đối không có khả năng thi triển lâu dài. Không bao lâu, nó có thể truy tung rồi xé nát đồng loại truy tung đã lâu kia, thôn vệ vào trong bụng. Cùng lúc đó, một chỗ man hoang giới vực nào đó, trên không một vùng núi cao mất, trong hư không đột nhiên truyền đến một trận rung động kịch liệt, vô số tia điện từ hư không mãnh liệt tuôn ra, ở trên không trung hình thành một tòa lôi trận ngân quang cự đại. Xoẹt một trận sấm sét vang dội, một bóng người từ đó thoáng hiện ra, lơ lửng giữa không trung, chính là Hàn Lập. Hắn hít sâu một hơi, khiến cho lồng ngực phập phồng thoáng lắng lại mấy phần, sau đó bàn tay vung lên, lấy ra một tấm địa đồ bằng da thú, ánh mắt ngưng tụ, cẩn thận tra xét. Sau một lát, hắn thu tấm địa đồ này lại, rồi lại lần nữa lấy ra một tấm khác xem xét liên tiếp xem qua mấy tấm địa đồ ánh mắt của hắn nhìn trái phải băn khoăn một lát mặt lộ vẻ do dự không bao lâu tựa hồ đã phân biệt được phương hướng hàn lập vung tay lên lần nữa triệu hồi ra bích ngọc phi xa khống chế bay thẳng về phía trước ước chừng nửa canh giờ sau hắn mới ngừng phi xa lại bàn tay vung lên bạch quang lóe lên bạch ngọc tỳ hưu bị hắn triệu hoán ra rất nhanh kim đồng cũng bay từ trong miệng bạch ngọc tỳ hưu ra khuôn mặt nhỏ của nàng hơi trắng một chút nhìn chung quanh đánh giá một lát phát hiện mình đang lơ lửng trên không một đỉnh núi trắng như tuyết nhìn qua hàn lập dò hỏi đại thúc chúng ta đang ở đâu khu vực này không có trên địa đồ thú tộc đưa chúng ta ta nghĩ là đã rời xa khu vực trùng tộc hơn phân nửa là đã tiến nhập sâu vào man hoang rồi ánh mắt hàn lập nhìn phương hướng vừa đi qua nói như thế đã chạy xa như thế kim đồng tự lẩm bẩm hiện tại thần thức của ta đã không cách nào cảm ứng được mảy may tên kia ngươi thử cảm ứng một chút xem có thể nhận biết khoảng cách cùng phương vị của hắn không Hàn Lập thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Kim Đồng hỏi. Kim Đồng nghe vậy, lập tức nhắm hai mắt lại, cẩn thận cảm ứng. Khoảng cách đã rất xa, mặc dù còn có liên hệ, nhưng yếu hơn nhiều so với trước đó. Sau nửa ngày, nàng mới mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, nói ra. Chúng ta tuyệt đối không được chủ quan, theo tình huống trước đây, tên kia sẽ không từ bỏ ý định. Tiểu Bạch, người có biết nơi này không? Hàn Lập lắc đầu, nhìn thoáng qua bốn phía rồi hỏi tỷ hưu. Tựa hồ cực kỳ lâu trước kia đã từng tới một lần, cụ thể không nhớ rõ lắm. Dù sao man hoang quá lớn, địa hình giống nhau cũng rất nhiều, bất quá dựa theo lời chủ nhân ngươi nói, nếu thật đã rời khu vực hai tộc trùng thú, nơi này xác thực xem như chính thức xâm nhập man hoang, dấu vết nhân tộc sẽ càng ngày càng ít. Tì hưu nghiêng đầu suy nghĩ, nói như thế, xem ra mức độ nguy hiểm nơi này cũng sẽ gia tăng không ít, trước mắt đã không có đường rút lui, chỉ có thể tiếp tục chạy về phía trước. Dựa theo suy đoán của ta, phương hướng hẳn là sẽ không sai, chỉ cần đi thẳng, cuối cùng có thể đến Hắc Sơn Tiên vực. Kim Đồng, tạm thời ngươi không cần về trong bụng tiểu Bạch, thời khắc chú ý đến động tĩnh về Kim Tiên kia, một khi nó không tiếc thiêu đốt bản nguyên lần nữa đuổi tới, phải kịp thời báo cho ta. Hàn Lập gật đầu nhẹ, nói như thế, yên tâm đi đại thúc, giao cho ta là tốt rồi. Kim Đồng vỗ vỗ bộ ngực, bảo đảm nói, Hàn Lập phung tay lên, gọi ra giải đạo nhân, dặn dò, trong khoảng thời gian tiếp theo phải làm phiền ngươi khống chế phi xa, ta muốn điều tức một hồi, sau đó sẽ tiếp tục tu luyện luyện thần thuật. Giải đạo nhân tự nhiên không có gì nghị, gật đầu. Phân việc xong hết thảy, Hàn Lập đi về phía sau phi xa, lật tay lấy ra một viên đan dược ăn vào, khoanh chân ngồi xuống, sau đó nhắm mắt điều tức. Thời gian nhoáng một cái, lại qua hơn 20 ngày. Giờ phút này, Hàn Lập đang khống chế bích ngọc phi xa, bay qua trên không một mảnh rừng rậm sinh trưởng vô số cổ mộc cao hơn ngàn trường. Bỗng nhiên khóe mắt hắn lóe lên liếc qua, liền thấy giữa trà cây xanh biếc phía dưới mơ hồ có từng tòa kiến trúc cao lớn bằng đá ẩn giấu ở trong đó trong lòng của hắn tò mò một tay thúc dục ngừng phi xa ánh mắt quét qua tra xét rõ ràng mới phát hiện phía dưới lại có một tòa cổ thành cự đại được xây bằng đá kiến trúc kiểu dáng tòa cổ thành này khác hoàn toàn với các nơi tiên vực cũng người phần khác lạ với các bộ lạc thú tộc gồm nhiều cự thạch khổng lồ xây trồng lên phía trên điêu khắc các loại đồ án dị thú cổ quái ở trong đó có tượng chim thú thân người sinh trưởng bốn tay lại có hai đầu cộng sinh trên một cơ thể, có pho tượng phía trên mọc ra cánh tay xà nhân, cũng có các loại pho tượng có hai mắt vô cùng lớn, hốc mắt khổng lồ nhô ra như đầu lâu. Muôn hình muôn vẻ, bất quá, trên những kiến trúc này, phần lớn đều sinh ra rong rêu màu xanh lá thật dày, rất nhiều khu vực đều đã tổn thương đổ sụp, bên trong âm u đầy tử khí, đã không còn một chút ba động linh lực, cũng không có khí thức vật sống, rất là yên tĩnh. Đứng từ xa cha xét sau một lát, Hàn Lập quyết định vẫn không nên làm tình hình phức tạp, thừa dịp thái ất cảnh vệ kim tiên kia còn không có đuổi kịp tiếp tục lên đường nhưng lúc này dây chuyền bạch ngọc ở đai lưng hắn đột nhiên lóe lên quang mang hóa thành bạch ngọc tỳ hưu như một con khuyển há miệng nói với hàn lập chủ nhân phía dưới khu cổ thành kia có dấu trọng bảo ta ngửi thấy khí tức bảo vật có bảo vật bảo vật gì ở đâu kim đồng vốn mặt ủ mày trao ngồi sau phi xa nghe được lời này lập tức tinh thần tỉnh táo bỏ lên vội vàng hỏi lão đại bảo vật này giấu dưới mặt đất trong thành bởi vì có cấm chế đặc thù che đậy, vị trí cụ thể ta không cách nào dò xét được, đến tột cùng là bảo vật gì thì càng không thể nào biết được. Nhưng nhìn nó phát ra ba động đặc thù, hiển nhiên không phải vật tầm thường. Tiểu Bạch đầu tiên có chút bất đắc dĩ thở dài, nhưng nói xong lời cuối cùng, trên mặt lại tràn đầy vẻ hưng phấn. Bị chút cấm chế cách trở đã không dò ra được, người làm sao lại vô dụng như vậy? Người cố gắng thử một chút, nhìn xem có giống cấp bậc cái lò lúc trước ta ăn hay không? Kim Đồng căn bản không nghe lọt tai Bạch Ngọc Tỳ Hưu nói, lại hỏi. Mặc kệ là cái gì, bây giờ chúng ta không có thời gian dây vào, một khi cấm chế trong thành này phát động, bị khốn trụ sẽ kìm bước chân, thời điểm vệ Kim Tiên đuổi tới thì muốn đi cũng không được. Vẻ mặt Hàn Lập nghiêm túc nói, nghe lời ấy, trong mắt Tiểu Bạch cùng Kim Đồng đồng dạng hiện lên vẻ thất vọng, đặc biệt là Tiểu Bạch, thần sắc thậm chí có chút ai oán. Trong khoảng thời gian này mặc dù không có sóng gió gì lớn, nhưng như vậy càng phải cẩn thận chờ sau này có cơ hội lại đến nơi đây tầm bảo việc này coi như xong hàn lập thấy vậy vừa cười vừa nói ở man hoang nơi này hồi lâu thật vất vả mới có cơ hội một lần thi thố tài năng kết quả vẫn là không dùng được chủ nhân chỉ cần để cho ta vào trong cổ thành không dùng đến một cái nửa canh giờ ta liền có thể xác định vị trí cụ thể bảo vật thậm chí còn có thể tìm ra con đường ngắn nhất để lấy bảo vật chúng ta có thể thử một lần hay không bạch ngọc tỳ hưu vẫn còn chút không muốn đứng tại rìa phi xa, nhìn di tích cổ thành phía dưới, khẩn cầu. Hàn lập nghe vậy, đuôi lông mày hơi động một chút. Đối với bảo vật thế gian, người tu hành nào lại không yêu thích, huống hồ lại lọt vào pháp nhãn bạch ngọc tỷ hưu, nó cấp thiết muốn đảo lấy bảo vật như vậy, hắn làm sao lại không động tâm, chỉ là hiện tại hoàn toàn không phải là thời cơ tốt để đào lấy bảo vật mà thôi. Lúc hắn đang muốn mở miệng nói, thân sắc kim đồng đột nhiên biến đổi, mở miệng kêu lên, đại thúc không xong. Nhanh, nhanh, chủ nhân không xong. Chủ nhân không phải vẫn đang tốt sao? Tì Hưu nao nao, chuyện gì xảy ra, ngươi từ từ nói. Trong lòng Hàn Lập tựa hồ dự cảm được cái gì, nói như thế. Tên kia lại tới, lần nữa lại thiêu đốt lực lượng bản nguyên, đuổi theo chúng ta, mà tốc độ so với trước đó còn nhanh hơn không ít. Kim Đồng lo lắng nói, ngươi trước tránh một chút. Hàn Lập không chút do so dự, quyết định thật nhanh nói. Kim Đồng gật đầu nhẹ, tay thuần thuộc lấy ra hồn giáp phủ dán lên, hóa thành một kim sắc giáp trùng, bay vào trong bụng tiểu bạch Hàn Lập thu hồi cả Bạch Ngọc Tỳ Hưu và Bích Ngọc Phi Sa, tia điện quanh thân phun trào, lần nữa hóa thành một tòa lôi trận cự đại, trong một tiếng oanh minh kịch liệt, truyền tống rời khỏi nơi đây. Chương 574, gần như cực hạn, trên không một đại hạp cốc man hoang, hư không chợt chấn động kịch liệt, từng đạo lôi điện màu bạc như trường xà hiển hiện ra, sau đó ở giữa không trung ngưng tụ thành một lôi điện pháp trận. Một âm thanh lôi điện nổ mạnh, thân ảnh Hàn Lập hiện ra trong lôi trận. Ánh mắt của hắn quét qua khắp nơi, đồng thời phất tay gọi ra bích ngọc phi sa, hai tay bấm niệm pháp quyết, phi sa lập tức hóa thành một bóng xanh, phóng về phía trước nhanh vô cùng. Làm xong hết thảy, hắn gọi giải đạo nhân ra, phân phó gã điều khiển phi sa, bản thân lại khoanh chân ngồi xuống bên cạnh, tiếp tục tu luyện luyện thần thuật. Hư không cách hàn lập không biết bao nhiêu vạn dặm, vệ kim tiên thái ất cảnh tản mát ra kim quang chói mắt như kiêu dương, phi độn về phía trước với tốc độ nhanh như điện, trong mắt chớp động kim quang. So với sự tức giận trước đây, bây giờ nó đã tỉnh táo hơn nhiều. Hiển nhiên đối với việc che giấu khí thức của đồng loại kia, cử động độn tốc khi nhanh khi chậm, nó đã tập mãi thành thói quen, hơn nữa bản thân đã có đối sách, đó là cứ đuổi theo không ngừng. Lấy tu vi thái ất của nó, tăng thêm lực lượng thân thể đặc thù, tiêu hao bản nguyên lực lượng bậc này không đáng kể chút nào. Hơn nửa tháng sau, phệ kim tiên thái ất cảnh lại tới gần, hàn lập đành phải không tiếc pháp lực thi triển lôi quang pháp trận, truyền tống chạy trốn. Nửa năm sau, Bên trong một vụ hải màu xám vô biên, Bích Ngọc Phi Sa đang phi độn nhanh chóng về phía trước. Dường như sóng giữ cuồn cuộn trên vụ hải màu xám ảnh hưởng thật lớn tới tốc độ phi xa. Có hơn 10 hung thú màu xám giống như tích dịch đuổi sát phía sau phi xa, mỗi một đầu đều tản mát ra khí thức khổng lồ cấp độ kim tiên, trong đó có một đầu tích dịch màu xám có hình thể lớn gấp đôi so với hung thú khác, thình lình đạt đến cấp độ thái ất. Trong miệng những hung thú tích dịch này phát ra tiếng gầm rú hưng phấn, giữa miệng lớn dính máu phun ra từng cột sáng màu xám chói mắt đánh về hướng bích ngọc phi xa phía trước mặt hàn lập trầm như nước kiệt lực thúc giục phi xa tiến lên đồng thời tận lực tránh né cột sáng màu xám đánh tới kim đồng Tỳ hưu giải đạo nhân đứng ở phía sau phi xa ngăn cản một ít cột sáng màu xám rơi xuống cách trăm vạn dặm phía sau phi xa một đoàn kim quang chói mắt như điện đuổi theo hai năm sau trong một mảnh sa mạc màu vàng cuồng phong gào thét khắp nơi đứng vững từng trụ vòi rồng vừa thô vừa to vô cùng, liền trời tiếp đất, du động quét sạch ra bốn phía. Bên trong lốc xoáy có từng đạo hoàng mang chấp động, phát ra trận trận tiếng sấm làm cho người ta sợ hãi, những nơi đi qua hư không rung động lắc lư, từng vòng không gian chấn động điên cuồng cuốn ra bốn phía. Có khi hai đạo lốc xoáy cự đại va chạm vào nhau, trong hư không trực tiếp hiện ra từng vết nứt không gian. Một đoàn độn quang lục sắc cùng một đoàn kim quang, một trước một sau đổi nhau trong sa mạc, song phương đều kiệt lực tránh những lốc xoáy kia, khó khăn xuyên thẳng qua tiến lên. Tốc độ kim quang rõ ràng nhanh hơn nhiều so với lục sắc độn quang phía trước, rất nhanh rút ngắn khoảng cách song phương còn khoảng vạn dặm. Lục sắc độn quang phía trước chợt hiện ra từng đạo lôi điện màu vàng, ngưng tụ thành một cái pháp trận lôi điện màu vàng. Một âm thanh lôi điện nổ vang, lục sắc độn quang biến mất vô tung. Cứ thế đuổi trốn trốn đuổi liên tục, đảo mắt thời gian đã qua hơn 10 năm. Một chỗ man hoang, trên không một mảnh đầm lầy vô biên, một quang đoàn lục sắc hơi tối nhanh chóng tiến lên phía trước. Quang đoàn này mặc dù là lục sắc, nhưng màu sắc cũng không chỉ có một, mà là lục đậm, xanh nhạt, xanh biếc, màu xám cho, các loại lục sắc bất đồng giao hòa cùng một chỗ. Nhiều màu sắc hỗn tạp như vậy, lại quỷ dị, khiến cho quang đoàn trở nên vô cùng tầm thường, hơn nữa hòa cùng một thể với hư không chung quanh, làm cho người ta rất khó phát hiện sự hiện hữu của nó. Bên trong quang đoàn u tối là một chiếc lục sắc phi xa, đám người Hàn Lập đang ở trên đó màu sắc phi xa bất đồng so với trước kia, nguyên bản thân xa xanh tươi như nước, bây giờ lại có màu lục sắc khó coi, giống với quang đoàn chung quanh, thoạt nhìn tựa như bôi lên cái gì đó. Tầng tài liệu này tuy rằng khó coi, nhưng tản mát ra hoa lục quang mang, hầu như che lại chấn động linh lực do phi xa tản mát ra, lục giác pháp trận trên phi xa tản mát ra chấn động linh lực mãnh liệt cũng bị che lại. Tầng tài liệu hoa lục sắc này là hàn lập ngẫu nhiên lấy được từ một loại nhựa cây linh thụ tại một bộ tộc man hoang, những năm này trốn chối chết đã giúp cho hắn giảm bớt đi rất nhiều phiền toái bây giờ sắc mặt hàn lập có chút khó coi hai tay bấm niệm pháp quyết kiệt lực điều khiển phi xa nhanh chóng tiến lên bên cạnh hắn sắc mặt kim đồng tái nhợt tay cầm một kiện linh bảo gặm ăn khôi phục tỳ hưu nằm ở bên kia bạch quang trên thân mơ hồ hiển nhiên cũng đang điều tức khôi phục chỉ kém mười mấy vạn dặm nữa kim đồng đột nhiên ngẩng đầu nói ra nó nói không đầu không đuôi nhưng hàn lập hiển nhiên minh bạch ý tứ gì hắn nhìn lại đằng sau một cái, trong mắt lóe lên lam mang, sau đó quay người lại, hít sâu một hơi, mười ngón tay động liên tục. Từng đạo lôi điện màu vàng bắn ra, chung quanh phi xa hình thành một cái lôi điện pháp trận, vô số phù văn lôi điện màu vàng nhảy lên trong đó. Một âm thanh sét đánh nổ mạnh động trời, lôi điện pháp trận bỗng nhiên sáng ngời, đám người hàn lập cùng phi xa trong pháp trận lóe lên biến mất vô tung. Sau khi đám người hàn lập biến mất một lát, một đoàn kim quang từ đằng xa bắn tới nhanh như điện, treo rừng trên không ngay chỗ phi xa Hàn Lập biến mất. Kim quang thu vào, một kim sắc sắc trùng cực lớn hiển hiện ra, đúng là phệ kim tiên thái ất cảnh. Hai mắt nó nhìn chung quanh, cười lạnh một tiếng, kim quang trên thân cuồn cuộn một hồi, tiếp tục bắn về phía trước. Cùng lúc đó, hư không trên một mảnh núi rừng rậm rạp cách đó trăm vạn dặm chấn động, một đoàn lôi quang màu vàng hiển hiện ra, sau đó nhanh chóng khuếch tán ra chung quanh, hình thành một cái lôi trận màu vàng. Đám người Hàn Lập cùng lục sắc phi xa mơ hồ hiển hiện ra hàn lập phất tay đánh ra một đạo pháp quyết lục sắc phi sa tản mát ra hào quang lập tức cuồn cuộn bay vọt sau đó tiếp tục phi độn về phía trước tuy rằng lần nữa kéo ra khoảng cách với vệ kim tiên thái ất cảnh nhưng trên mặt hắn không buông lỏng chút nào lông mày ngược lại càng nhăn chặt hơn mười mấy năm qua hắn dùng hết toàn lực chạy trốn chối chết ngoại trừ vệ kim tiên thái ất sau lưng như giỏi trong xương đồng dạng cũng đủ loại nguy cơ không ngừng bị các loại hung thú man hoang chiếm giữ đuổi theo không nói Ngẫu nhiên còn tao ngộ một ít chân linh man hoang có thực lực khủng bố, ngoài ra còn nhất thời vô ý ngộ nhập các loại hiểm địa. Nếu không phải thần thức hắn cường đại, tu luyện lại là thời gian pháp tắc, trên thân bảo vật rất nhiều, còn có kim đồng, tỷ hưu tương trợ, chỉ sợ không đợi phệ kim tiên thái ất cảnh đuổi giết, sớm đã chết bên trong man hoang rồi. Đương nhiên, trong những nguy hiểm này, thì phệ kim tiên thái ất cảnh vẫn là uy hiếp lớn nhất. Cho đến ngày nay, hắn đã sử dụng toàn bộ thủ đoạn thậm chí vận dụng pháp trận bộ câu lôi mục truyền dẫn cự ly viễn siêu kia hoặc dựa vào một ít hiểm địa ý đổ vây khốn vệ kim tiên thái ất thế nhưng thủ đoạn của vệ kim tiên thái ất cảnh kia cũng không kém hung thú ven đường căn bản không tạo thành uy hiếp với nó các thủ đoạn hàn lập sử dụng cũng đều bị hóa giải hơn nữa thiếu chút nữa bị đuổi kịp không chỉ một lần mỗi lần bị truy bước đến nguy cấp hàn lập liền vận dụng lôi quang pháp trận đào tẩu tranh thủ thời gian hắn thân phụ lực lượng lôi bằng huyết mạch lại có ích tà thần lôi trong thanh trúc phong vân kiếm còn có giải đạo nhân tương trợ, dưới tình huống tiên nguyên thạch không thiếu, lực lượng lôi điện trong cơ thể còn có thể miễn cưỡng trèo chống. Nhưng dù vậy, cũng có thời điểm phải hao hết sạch. Tuy rằng mỗi lần Hàn Lập thi triển lôi quang pháp trận, sau đó đều kiệt lực khôi phục, nhưng tiên linh lực chuyển hóa thành lực lượng lôi điện tốn thời gian khá lâu, hắn toàn lực ứng phó, vẫn là nhập không đủ suất. Thực tế thời gian gần đây, Phệ Kim Tiên Thái ất tựa hồ đoán được tình huống trong cơ thể Hàn Lập, đuổi theo càng sát, hắn phải lật đật thúc dục pháp trận, lực lượng lôi điện trong cơ thể hắn đã tới đáy. Cứ tiếp tục như thế, không bao lâu nữa, lực lượng lôi điện sẽ dùng hết. Hàn lập thở dài, trên thân tản mát ra kim quang trói mắt. Giữa kim quang, chân ngôn bảo luân hiển hiện ra, từng đoàn thời gian đạo văn ở phía trên chấp động, trong đó hơn phân nửa đã khôi phục sáng ngời. Hàn lập thấy vậy, rốt cuộc trong mắt hiện lên một tia yên tâm, có những thời gian đạo văn này, dù phệ kim tiên thái ất kia đuổi kịp, cuối cùng hắn cũng có một phần lực lượng. Đại thúc, Ta tốt rồi, vào thời khắc này, Kim Đồng một bên chợt đứng lên. Hàn Lập nghe vậy, ngừng điều khiển phi xa, đứng thẳng lên, giải đạo nhân ở một bên tiến lên thay thế. Kim Đồng đi đến bên cạnh Hàn Lập, khoanh chân ngồi xuống. Hàn Lập đặt một bàn tay lên mi tâm Kim Đồng, trong miệng nói lẩm bẩm. Chỗ mi tâm hắn hiện ra một tầng tinh quang, theo hắn tụng đọc chú ngữ, dần dần trở nên sáng ngời, hơn nữa chạy dọc theo thân thể của hắn chảy ra, từ lòng bàn tay dung nhập vào đầu Kim Đồng trên trán kim đồng hiện ra từng đạo linh văn óng ánh, hơi hơi sáng lên, tản mát ra chấn động khí thức thần hồn nhàn nhạt, nhạt. Sau một lát, Hàn Lập buông bàn tay xuống, trên trán kim đồng hiện ra một bộ hoa văn giống như mây mù, tương tự với hồn giáp phù ngày trước sử dụng. Bởi vì hồn giáp phù cần một ít linh tài hy hữu đẳng cấp cao, giá cả đắt đỏ, tuy thân gia Hàn Lập cử phú, nhưng quanh năm suốt tháng mua sắm cũng có chút không chịu nổi, vì vậy về sau hắn dốc lòng nghiên cứu phù này, phát hiện nguyên lý hồn giáp phù là thông qua bí thuật ngưng tụ lực lượng thần thức thành thực chất, sau đó chuyển hóa thành một loại hình thái bảo hộ, phong vào bên trong phù lục, cung cấp cho người khác sử dụng. Hắn nghiên cứu ra một ít manh mối phù này, sau đó lập tức thử luyện chế. Ngoài ra, những năm này hắn rãnh rỗi không làm gì cũng toàn lực tu luyện tầng thứ tư luyện thần thuật. Không biết có phải là hắn thật sự thích hợp tu luyện luyện thần thuật, hay là những năm qua lúc nào cũng ở trong tình trạng nguy hiểm, kích phát tiềm lực của hắn, tầng thứ tư luyện thần thuật tiến triển nhanh chóng, hiện tại đã tiếp cận đại thành, thần thức lần nữa cường đại hơn gấp bội. Bây giờ lực lượng thần thức của hắn vô cùng cường đại, tâm tư cũng cực kỳ nhạy bén, tận lực bắt trước, tuy rằng bản thân không thể chế tạo ra hồn giáp phù, nhưng cũng đã có thể tạo ra phòng hộ thần hồn cho kim đồng. Kim đồng mở to mắt, thân hình nhoáng một cái hóa thành một đạo kim quang, bay vào trong bụng tỳ hưu. Hàn lập tiếp nhận phi xa từ tay giải đạo nhân, lập tức cải biến phương hướng, vội vã bay đi. Hư không trăm vạn giảm phía sau, về kim tiên thái ất lần nữa mất đi cảm ứng với kim đồng, trong miệng khẽ hừ một tiếng, cũng không lo lắng chút nào. Nó có thể cảm ứng được, những người phía trước đã gần như cực hạn, chỉ cần lại thêm một phần lực là sẽ đuổi kịp đối phương. Nghĩ đến đây, kim quang trên thân nó lần nữa trở nồng đậm lên vài phần, phi độn với tốc độ nhanh hơn trước. chương 575, tuyệt cảnh, trong nháy mắt, lại mấy tháng trôi qua, một chỗ trên sa mạc man hoang, một chiếc phi xa tựa như một đạo lục sắc nhanh như tia chớp, từ không trung chợt lóe lên, biến mất cuối chân trời. Trên phi xa, thần sắc Hàn Lập ngưng trọng, hai tay như bánh xe bấm niệm pháp quyết liên tục. Giải đạo nhân và Tỳ Hưu đứng hai bên hắn, mỗi người phát ra một đạo hoàng quang và một đạo bạch quang, dung nhập vào trong cơ thể Hàn Lập. Tuy nét mặt Hàn Lập không có gì dị thường, nhưng kỳ thật trong lòng có vài phần bực bội. Trong một tháng nay, vệ kim thiên thái ất kia như nổi điên, điên cuồng đuổi theo, cũng không biết là vận dụng thủ đoạn gì, tốc độ so với trước đây còn nhanh hơn không ít, dồn ép hắn hầu như không thở nổi. trong thời gian ngắn, hắn liền thi triển lôi quang pháp trận đào tẩu, cho đến nay lực lượng lôi điện trong cơ thể rốt cuộc đã tiêu hao hết. giờ phút này đầu vệ kim tiên thái ất cảnh kia ở phía sau nhanh chóng đuổi theo, cách xa nhau bất quá chưa đến mười vạn dặm. hiện tại kim đồng đang ở trong cơ thể tì hưu, bọn hắn tạm thời không có nguy hiểm gì, nhưng một khi nàng đi ra, chắc chắn trong thời gian ngắn sẽ bị đuổi kịp. nhưng mà bây giờ kim đồng tiến vào cơ thể tỳ hưu đã vượt qua nửa canh giờ nói cách khác không tới một khắc đồng hồ nữa chỉ sợ bản thân sẽ trực diện đối đầu với một cường địch có tu vi viễn siêu hơn mình một đại cảnh giới rơi vào tình thế tuyệt cảnh hàn lập cũng không mất đi tỉnh táo lúc này thần trí của hắn lan ra thời khắc cảm ứng tình huống chung quanh đồng thời ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại suy nghĩ gấp kế sách đối địch ồ đột nhiên trong miệng hàn lập phát ra một tiếng kêu nhẹ ánh mắt nhìn xuống một chỗ phía dưới Lúc này Phi Sa đã nhanh chóng rời khỏi mảnh sa mạc, phía dưới là một sơn mạch màu xanh liên miên, bất luận mặt đất hay là núi đá, đều có màu xanh trong suốt, có chút kỳ lạ. Không chỉ như thế, thiên địa linh khí nơi này so với nơi khác thì nồng đậm hơn nhiều. Hàn Lập thấy vậy, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Dựa theo kinh nghiệm những năm này của hắn, nơi có linh khí nồng đậm như thế, tất nhiên sẽ có sinh linh cường đại nào đó chiếm giữ, nói không chừng lại có một bộ tộc man hoang cường đại nào đó, trong đó lại cho mình cơ hội thoát thân không chừng. Nghĩ đến đây, Hàn Lập lập tức thúc dục luyện thần thuật, kiệt lực thả thần thức ra, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Vào thời khắc này, sắc mặt Tỳ Hưu khẽ động, miệng trương lên. Một đạo kim quang từ trong bắn ra, hóa thành thân ảnh kim đồng. Giờ phút này kim quang bên ngoài thân nàng ảm đạm, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, khóe miệng cũng lộ ra một vết máu, khí tức cũng rất là hỗn loạn, hiển nhiên là đạt đến cực hạn không chịu nổi mới bay ra ngoài. Đại thúc, ta thật sự kiên trì không nổi nữa. Kim đồng có chút suy yếu nói không sao người nghỉ ngơi trước ta nghĩ biện pháp khác hàn lập chứng kiến bộ dạng kim đồng lúc này có chút đau lòng vất tay lấy ra một đống linh bảo đặt bên cạnh kim đồng kim đồng miễn cưỡng gật đầu ngồi xuống nắm một kiện linh bảo nhét vào trong miệng hàn lập hít sâu một hơi kiệt lực thúc giục phi xa tiến lên thần thức tìm kiếm cảnh vật chung quanh ý đồ tìm một ít cơ hội thoát thân chung quanh ngọn núi màu xanh như rừng linh khí tuy rằng nồng đậm lại không có chỗ nào kỳ hiểm để có thể lợi dụng càng không có bóng dáng tộc quần cường đại. Hắn không ngừng phi độn về phía trước, trái tim dần dần trầm xuống. Phía sau khoảng 10 vạn dặm, một đoàn kim quang nhanh chóng vô cùng đuổi theo phía trước. Giữa kim quang, hai con mắt vệ kim tiên thái ất cảnh nhìn về phía trước, chấp động lên từng trận kim quang lạnh như băng, trong đó sát ý đậm đặc, làm cho người ta không rét mà run. Kim quang quanh người nó càng ngày càng đậm, như từng đám kim sắc hỏa diễm thiêu đốt hừng ngực, tốc độ thình lình lại nhanh hơn vài phần. Giờ phút này nó cảm ứng rõ ràng, khoảng cách giữa bản thân và mục tiêu phía trước đang được rút ngắn nhanh chóng. Vào thời khắc này, một chỗ sâu trên vách đá trong ngọn núi sơn mạch màu xanh, ánh sáng màu xanh chấp động, thạch bích vậy mà bắt đầu vặn vẹo, hóa thành một gương mặt cực lớn, nhìn lại phía vệ kim tiên thái ất cảnh. Vệ kim tiên thái ất cảnh tựa hồ nhìn như không thấy, đến lúc này chỉ cần kẻ khác không chủ động xuất thủ, nó tự nhiên là tránh được nên tránh, tuyệt sẽ không chủ động đi trêu chọc. Kim quang quanh thân nó cuồn cuộn, tốc độ càng lúc càng nhanh hóa thành một đạo kim tuyến thẳng tắp nhoáng một cái bay qua vách núi đá không lưu lại chút nào thời gian trôi qua từng chút rốt cuộc cuối tầm mắt nó xuất hiện một đoàn lục quang đang trốn chạy về phía trước nhưng tốc độ so với nó thì chậm hơn nhiều vệ kim tiên thái ất cảnh thấy tình hình này ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn khó nói lên lời trong miệng phát ra một tiếng tiêm minh xuyên thủng mây xanh kim quang quanh người lại đậm đặc tốc độ lần nữa gia tăng kim ảnh lóe lên sau mấy hơi thở lúc liền xuất hiện ở phía sau lục quang giữa lục quang đúng là một cỗ lục sắc phi xa trên xe đứng đó mấy thân ảnh chính là hàn lập giải đạo nhân kim đồng cùng với tỷ hưu chứng kiến phệ kim tiên thái ất cảnh xuất hiện trên mặt tất cả mọi người kể cả hàn lập tràn đầy vẻ sợ hãi phệ kim tiên thái ất cảnh chứng kiến thần tình mấy người lúc này trong lòng chẳng biết tại sao xuất hiện một loại khoái cảm thật lớn nó há miệng lớn một cột sáng màu vàng vừa thô vừa to hung hăng bắn ra lóe lên xuất hiện phía sau lục sắc phi xa hung hăng oanh kích xuống trên phi xa, quanh người hàn lập sáng lên rực rỡ. Lục sắc phi xa tản mát ra lục quang cũng sáng lên mãnh liệt, quay tít một vòng, lại lăng không lướt ngang ra bên cạnh vài dặm, hiểm hiểm tránh thoát cột sáng màu vàng. Nhưng vào thời khắc này, cột sáng màu vàng chợt vỡ ra, hóa thành ngàn vạn sợi dây nhỏ kim quang, như vô số phi kiếm màu vàng, bọc lại lục sắc phi xa, mãnh liệt xoắn một cái. Âm một tiếng, lục sắc phi xa bạo liệt ra, hóa thành một đoàn lục quang chói mắt. Tiếp theo bên trong lóe lên kim quang, một đạo thanh sắc cầu vồng từ giữa lục quang bắn ra như điện, chạy trốn về phía xa. Phệ kim tiên cười giữ tợn một tiếng, chân trước quơ mãnh liệt về phía trước. Phần phật một tiếng, một đạo lưỡi dao màu vàng khổng lồ dài gần nghìn trượng lăng không hiển hiện ra, chém xuống đạo thanh sắc cầu vồng. Lưỡi dao khổng lồ này có hình dáng quái dị, độ cong uốn lượn như liêm đao, mặt ngoài chấp động từng gợn sóng kim quang, phát ra tiếng nổ vang ô ô, thanh thế cực kỳ kinh người một cỗ man lực vô hình từ trên lưỡi dao khổng lồ màu vàng bộc phát ra, làm thiên địa trong vòng trăm dặm cũng trầm xuống, tựa hồ hư không bị lưỡi dao khổng lồ dẫn động, từ bốn phương tám hướng ép xuống thanh sắc cầu vồng. Tốc độ thanh sắc cầu vồng lập tức đại giảm, giảm đi gần nửa. Vào thời khắc này, trong thanh sắc cầu vồng vang lên một tiếng quát điên cuồng, lập tức kim quang chói mắt bỗng nhiên từ trong đó bộc phát ra, sau đó một quả đấm to lớn với bộ lông dài màu vàng bỗng nhiên từ trong rũi ra, trên nắm tay quấn quanh cuồn cuộn vô số phù văn màu vàng, hung hăng oanh kích lên lưỡi dao khổng lồ màu vàng trên không cùng lúc đó một tiếng rít gào sắc nhọn chói tai vang lên một đạo tinh quang màu vàng hùng vĩ cũng từ trong kim quang bắn ra hóa thành một đạo kiếm ảnh màu vàng lớn ngàn trượt chém tới lưỡi dao màu vàng khổng lồ trên không trung tốc độ kiếm ảnh màu vàng cực nhanh mang theo từng đạo tàn ảnh phát sau mà đến trước va chạm với lưỡi dao khổng lồ màu vàng hai thứ tiếp xúc chỉ thấy hai cỗ kim quang đồng thời lóe lên sau đó rắc một tiếng giòn vang kiếm ảnh màu vàng trong chốc lát bị chém làm hai đoạn. Bất quá kim quang mặt ngoài của lưỡi dao màu vàng khổng lồ cũng lóe lên kịch liệt, xu thế thoáng dừng lại một chút. Vào thời khắc này, nắm đấm màu vàng như lưu tinh oanh kích tới, đánh lên trên lưỡi dao khổng lồ màu vàng. Kết quả phanh một tiếng nổ mạnh động trời, một tia sáng chói mắt như kiêu dương từ chỗ cả hai dao kích bộc phát ra, trong đó xen lẫn man lực cuồn cuộn khó nói lên lời, xông ra hư không vô hình chung quanh. Quả đấm to lớn hầu như bị chém thành hai nửa, máu tươi chen chúc chảy ra. Bất quá lưỡi dao khổng lồ màu vàng cũng đùng một tiếng, đứt thành hai đoạn. Một đầu cử viên hình thể khổng lồ, bộ lông màu vàng trải khắp toàn thân, từ trong kim quang lảo đảo hiện ra. Bên ngoài thân máu tươi đầm đìa, miệng lớn thở dốc, ngược phập phồng không ngừng. Trên bờ vai kim mau cử viên nằm sấp một kim sắc giáp trùng, đúng là kim đồng. Trên đầu vai bên kia đứng đấy tỷ hưu cùng giải đạo nhân. Khi tất cả hai đều bất ổn, hẳn là lúc trước bị thương khi phi xa bị hủy. Trong đó một cánh tay trái của giải đạo nhân đã không thấy bóng dáng, trên lưng tỳ hưu cũng có một vết thương khổng lồ, thoạt nhìn rất là thê thảm. Kim đồng hung giữ nhìn phệ kim tiên thái ất cảnh, bất quá trong mắt cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Phệ kim tiên thái ất cảnh không để ý chút nào đến đám người hàn lập, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào kim sắc giáp trùng, trong mắt lóe lên vẻ tham lam. Thân hình nó nhoáng một cái, ở trên không trung mơ hồ không thấy. Kim mau cử viên thấy cảnh này, dưới chân đạp mãnh liệt một cái, thân hình khổng lồ hóa thành một đạo ảo ảnh màu vàng, lướt ngang sang bên cạnh. Bất quá vào thời khắc này, một đạo kim quang mơ hồ khác nhanh hơn mơ hồ hiển hiện ra, vẽ qua một cái trên ảo ảnh cự viên biến thành. Huyết quang hiện ra, đại lượng máu tươi như thác nước phun ra, hắt vẫy ra chung quanh. Ảo ảnh màu vàng lóe lên bay vụt ra xa, hiện ra thân hình kim mau cự viên. Chỉ thấy từ ngực đến dưới bụng nó bị chém ra một vết thương khổng lồ, lộ ra rậm rạp bạch cốt, máu tươi chen chúc chảy ra. Kim đồng trên bờ vai cử viên, một cái chân trước chẳng biết bị chặt đứt từ lúc nào, mặt lộ vẻ thống khổ. Đạo kim quang mơ hồ kia lóe lên ngừng lại cách đó không xa, kim quang thu vào, hiện ra thân ảnh về kim tiên thái ất cảnh, trong miệng nó ngậm một cái chân trước, tựa hồ là chân của kim đồng. Trong miệng nó bay ra một đạo kim quang, quấn lấy chân trước nuốt vào trong miệng, bắt đầu nhai nuốt. Trong mắt về kim tiên thái ất cảnh lộ ra vẻ thỏa mãn, tựa hồ đang hưởng thụ mỹ vị cực phẩm. Đồng tử kim mau cử viên co rụt lại, bàn tay đặt lên trên vết thương trước ngực bụng lòng bàn tay chấp động một tầng lục quang trói mắt nhanh chóng vòng qua vết thương khổng lồ nhanh chóng khép kín ngừng đổ máu hắn bất chấp xử lý vết thương trên người thân hình ngay tại chỗ lăn một vòng trên người hiện ra ánh sáng màu xanh trùng thiên hóa thành một đầu cự cầm đuôi dài màu xanh trên đầu cự cầm này có mũ phượng sau lưng kéo theo một cái đuôi dài màu xanh đúng là biến thân thanh loan dương cánh phi độn bỏ chạy về phía xa nhanh vô cùng Cùng lúc đó, trên người Thanh Loan hiện ra từng trận kim quang, trong đó mơ hồ có thể thấy một viên luân, nhanh chóng xoay tròn. Thân thể Thanh Loan nhoáng một cái huyễn hóa ra hơn 10 đạo hư ảnh hai màu kim thanh độc nhất vô nhị, từng đạo tản mát ra khí tức cường đại, đồng thời điện xả về bốn phương tám hướng. Tốc độ những hư ảnh này cực nhanh, hầu như không thua phệ kim tiên thái ất cảnh lúc trước. Phệ kim tiên thái ất cảnh cảm ứng được viên luân màu vàng tản mát ra khí tức thời gian pháp tắc, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hai chân trước đồng thời vung lên hư không trong vòng trăm dặm chấn động kịch liệt từng đạo kim quang trói mắt từ trong hiện ra trong chớp mắt tràn ngập toàn bộ hư không hình thành một cái linh vực màu vàng như thực chất bao phủ những hư ảnh thanh loan kia vào trong một cỗ chấn động pháp tắc cường đại vô cùng từ trong linh vực màu vàng cuồn cuộn tuôn ra tốc độ hết thảy hư ảnh thanh loan lập tức chỉ trệ hơn phân nửa chương 576, chấp niệm nhân quả xoẹt một âm thanh vang lên phệ kim tiên thái ất cảnh há miệng phun một cái một đạo kim quang vừa thô vừa to bắn ra tựa như một đạo lôi điện phá vỡ bầu trời. Đạo kim quang này trói mắt vô cùng, trong đó mơ hồ có thể thấy từng đạo tinh ti màu vàng, tản mát ra một cỗ khí tức hủy diệt đáng sợ. Sau một khắc, một tiếng nổ mạnh ầm vang, đạo kim quang này giống như vật còn sống đồng dạng phân liệt ra, biến thành hơn 10 đạo tiểu kim quang, phân biệt đuổi theo từng hư ảnh thanh loan. Tốc độ những kim quang này cực nhanh, lại thêm tốc độ những hư ảnh thanh loan kia đại giảm, thoáng một cái đã đuổi kịp những thanh ảnh kia phanh phanh phanh, liên tiếp thanh âm nổ mạnh như sấm rền, những kim quang kia đột nhiên bạo liệt ra, hóa thành một vòng kiêu dương màu vàng, tản mát ra khí tức hủy diệt cuồn cuộn, những nơi đi qua hư không kêu ông ông, bị xé nứt ra từng vết nứt không gian. Những thanh ảnh kia bị kiêu dương màu vàng thôn vệ quét sạch sẽ, trong chốc lát bị diệt dễ như trở bàn tay. Giữa kim quang, một chỗ hư không lóe lên, bản thể thanh loan hiển hiện ra, lông vũ trên thân hỗn độn một mảnh, miệng vết thương ở ngực bụng lần nữa mở vang tung tué máu tươi chen chúc chảy ra, bộ dáng bị thương không nhẹ. Kim Đồng đứng ở trên lưng Thanh Loan, trên thân vết thương chồng chất, trên giáp xác màu vàng trải rộng vô số vết rách. Về phần Tỳ Hưu cùng Giải Đạo Nhân thì đã không thấy bóng dáng, bất quá trong hư không phụ cận mơ hồ có thể thấy từng điểm màu trắng, mảnh vỡ màu vàng. Trong miệng Thanh Loan phun ra một ngụm máu tươi, nhưng ánh mắt lại không mất đi hào quang, kim quang trên thân đại phóng, chân ngôn bảo luân lần nữa hiển hiện ra, đang muốn làm cái gì đó. Bất quá vào thời khắc này, Hư không dưới thân thanh loan lóe lên kim quang, hơn 10 sợi tinh ti màu vàng chợt hiển hiện ra, nhanh chóng vô cùng đâm vào thân thể thanh loan. Thân hình thanh loan bỗng nhiên dừng lại, kim quang trên thân cũng dừng lại ngay chỗ đó. Những tinh ti màu vàng này siết mãnh liệt một cái, thân thể thanh loan lập tức biến thành mấy trăm khối thịt nát, rơi xuống phía dưới. Kim đồng trên lưng thanh loan cũng không bị những tinh ti này đâm trúng, chứng kiến cảnh này sắc mặt đại biến, thân thể lập tức hóa thành một đoàn kim quang bỏ chạy về phía trước. Thế nhưng những tinh ti tì màu vàng này nhanh như tia chớp đan vào nhau, hóa thành một cái lưới lớn màu vàng, bao thân thể kim đồng lại, một mực trói gô nàng lại. Sau đó kim quang lóe lên phía trước, vệ kim tiên thái ất cảnh lăng không lơ lửng hiện ra, há miệng phun ra một mảnh hào quang màu vàng, quấn lấy thân thể kim đồng. Trên mặt kim đồng lộ vẻ hoảng sợ, ra sức giấy ruộng, vô số kim quang từ trên người nàng bắn ra, biến ảo thành các loại công kích, đánh lên hào quang màu vàng chung quanh nhưng bất luận nàng phát ra dạng công kích gì đụng đến hào quang màu vàng kia lập tức như nước vào biển rộng biến mất vô tung phệ kim tiên thái ất cảnh cười cười khinh thường miệng há lớn một cỗ hào quang màu vàng cuốn ra cuốn kim đồng bay vào trong miệng thân thể kim đồng bên trong hào quang nhanh chóng thu nhỏ lại rất nhanh chui vào trong miệng phệ kim tiên thái ất cảnh tiếng la ầm ý cũng im bặt lại phệ kim tiên thái ất cảnh trôi nổi giữa không trung hai mắt nhắm nghiền kim quang trên thân cuồn cuộn linh vực màu vàng bốn phía chấn động một hồi, như trường kinh hấp thủy chui vào trong cơ thể nó, biến mất không thấy gì nữa. Sau một lát, kim quang trên thân phệ kim tiên đột nhiên đại phóng, hình thành một luồng sóng màu vàng như thực chất, quét ra chung quanh. Một cỗ khí thức vô cùng to lớn từ trên thân phệ kim tiên tán phát ra, từng điểm từng điểm để thăng lên. Cuối cùng lại tìm về một cái thân thể, sẽ có một ngày, ta sẽ trở lại. Trong miệng phệ kim tiên thì thào tự nói một tiếng, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Biên giới vạn dặm núi rừng, nơi đây đứng lặng một tòa núi thấp bé màu nâu xám, phía trên treo leo răng đầy quái thạch dữ tợn lởm chởm, một chiếc bích ngọc phi xa từ trên cao lóe lên phóng tới, giống như sao băng rơi gấp xuống, nện xuống đất ầm ầm. Trên vách núi chấn động kịch liệt, từng khối đá lập tức nhao nhao lăn xuống từ trên sườn núi mang theo từng đám bụi mù vàng xám. Phía trên phi xa, khí huyết trong ngực Hàn Lập cuồn cuộn một hồi, trong miệng kêu lên một tiếng buồn bực, nuốt đám máu tươi trào đến yết hầu xuống. Đại thúc, kim đồng thấy thế, lo lắng kêu lên, hàn lập khoát tay, ý bảo bản thân không có việc gì. Hắn buông ra thần thức dò xét xung quanh, sau một lúc lông mày không khỏi cau lại, mở miệng hỏi, kim đồng, trước người cảm ứng một cái, về kim tiên kia hiện ở nơi nào. Kim đồng nghe vậy, vội vàng nhắm hai mắt lại, cẩn thận cảm ứng. Ồ, đại thúc, thật kỳ quái, tên kia dường như bất động, một mực lưu lại vị trí lúc trước, không có chút dấu vết di động. Kim Đồng bỗng dưng mở hai mắt ra, cảm thấy nghi ngờ nói: Nó không có đuổi theo sao? Hàn Lập lấy ra một quả đan dược ăn vào, hỏi: Không có, bất quá. Kim Đồng gật đầu nhẹ, nói ra: Bất quá cái gì? Lông mày Hàn Lập nhíu lại, lập tức hỏi: Thần hồn của nó và chấn động pháp lực có vẻ không bình thường, rõ ràng phập phồng rất lớn, xem ra giống như là đang tiêu hao kịch liệt ở bên trong, nhưng trên thực tế hắn không có di động dù chỉ một tấc, vậy là có chuyện gì? kim đồng gãi gãi cái ót không giải thích được nói theo như tình huống người miêu tả thì tựa hồ nó lâm vào bên trong huyễn thuật cường đại nào đó hàn lập nghe vậy trầm ngâm một lát chậm rãi nói ra huyễn thuật tại sao nó lại đột nhiên lâm vào bên trong huyễn thuật kim đồng kinh ngạc nói cái này ta cũng không biết mặc kệ là gì đối với chúng ta lại là chuyện tốt tốt rồi chúng ta không nên trì hoãn tiếp tục chạy đi hàn lập lắc đầu nói ra Kim Đồng lập tức gật đầu nhẹ, trên bích ngọc phi xa, hào quang một lần nữa sáng lên, thời điểm đang muốn bay lên trên bầu trời, Hàn Lập bóng dưng cảm thấy ý nghĩ hôn mê một hồi, trong thức hải đột nhiên vang lên một thanh âm giống như cảnh báo. Nhân tộc tiểu tử, vệ kim tiên kia ta tạm thời giúp ngươi lưu lại, nhưng ngươi chỉ có thời gian 20 năm. Lấy thực lực ngươi bây giờ, tiếp tục đi về phía trước không khác gì tự tìm đường chết, ta khuyên ngươi không bằng quay lại, tới từ chỗ nào thì hãy về lại chỗ đó đi. Trong lòng Hàn Lập run sợ, âm thầm vận chuyển luyện thần thuật, cũng cố lại thức hải một lần nữa, dùng thức hải hỏi, xin hỏi các hạ là người phương nào? Tại sao ra tay giúp ta? Hắn dùng thức hải hỏi, nhưng cảm giác bốc lên kịch liệt trong thức hải khi nãy lại biến mất không thấy, tự nhiên cũng không có bất kỳ thanh âm nào trả lời. Lông mày hàn lập nhíu chặt, mở thần thức ra tối đa, dò xét thiên địa chung quanh, kết quả lại không thu hoạch được gì. Làm sao vậy, đại thúc? Kim Đồng trông thấy cử động hàn lập có chút kỳ quái, vội hỏi hàn lập phảng phất như không nghe thấy đứng ngây người nguyên chỗ sau nửa ngày hai hàng lông mày nhíu chặt cúi đầu không nói tựa hồ đang suy nghĩ cân nhắc cái gì đó một lát sau hắn khẽ thở dài lắc đầu khống chế bích ngọc phi sa bay thẳng lên không trung cao hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy cùng lúc này cách đó không biết bao nhiêu vạn dặm có một mảnh rừng đào vạn khoảnh phấn hoa nở rộ trong rừng dưới một gốc cây đào khổng lồ ở đó có một chiếc xe giường kéo rất lớn Phía trên nằm một đầu hồ ly cực lớn toàn thân trắng như tuyết, chỗ nghi tâm nó có một nhúm lông màu vàng, thoạt nhìn như thiên nhãn. Hai mắt hồ ly trắng như tuyết híp lại, một bộ dạng ngủ gà ngủ gật, trên thân bao phủ một tầng hào quang trầm tĩnh, thoạt nhìn như thần vật trời sinh, làm lòng người sinh ra cảm giác sùng kính. Cách không xa hồ ly trắng như tuyết kia, một thiếu nữ mặc váy ngắn trắng như tuyết, dáng điệu uyển chuyển xinh đẹp tuyệt mỹ, lại có vài phần mị hoặc chi khí, trên gương mặt tràn đầy vẻ lo lắng, do dự một lúc lâu mới lên tiếng nói. Lão tổ, người đã có thể vây khốn về kim trùng kia, sao lại không giúp hắn một chút, dứt khoát thay hắn giải quyết xong nỗi lo này về sau. Nhạc nhi, đối với nhân tộc, lão phu không có chút hào cảm, nếu không phải năm đó ở linh hoàn giới hắn chú ý bảo vệ ngươi, có vài phần ân tình, nếu không bây giờ hắn tự tiện xông vào khu vực linh hồ tộc ta, lão phu đã sớm một tát chụp chết hắn. Hồ ly trắng như tuyết không có mở mắt, vẫn bộ dạng nhắm mắt như cũ, chậm rãi nói ra. Thiếu nữ xinh đẹp được gọi là nhạc nhi, không phải ai khác, chính là Liễu Nhạc Nhi, năm đó tại Linh Hoàn giới, sống nương tựa lẫn nhau với Hàn Lập. Lão tổ, Liễu Nhạc Nhi còn muốn mở miệng năn nỉ, đầu hồ ly trắng như tuyết được nàng gọi lão tổ liền mãnh liệt mở hai mắt ra, quát. Lần này lão phu ra tay, coi như là giúp ngươi trả ân tình cũ, nhưng đồng thời cũng là vì chặt đứt nhân quả giữa ngươi và hắn. Việc này giúp ngươi từ nay trở đi tu hành đại đạo, lão phu tuy rằng cưng chiều ngươi, nhưng cũng không để ngươi sằng bậy. Nếu không được Lão phu liền đi một tát chụp chết hắn, trực tiếp trừ đi căn nguyên nhân quả này. Lão tổ không nên, Nhạc Nhi biết sai rồi. Liễu Nhạc Nhi nghe vậy, lập tức cả kinh, vội vàng nói. Bạch Hồ lão tổ thấy bộ dạng này của nàng, có chút thương tiếc nói. Phệ Kim Tiên kia có lai lịch không nhỏ, chính lão phu ta cũng không muốn dây vào, càng không thể ra tay giết chết. Tiểu tử kia cũng không biết tại sao lại trêu chọc phải. Bất quá ngươi cũng đừng quá lo lắng, chỉ cần tiểu tử này đủ thông minh, biết khó mà lui trong thời gian 20 năm trốn về tiên vực chó má mà hắn đến, cũng không phải là không được. Liễu thạch ca ca, liễu nhạc nhi nghe vậy, không cảm thấy nửa điểm an ủi, vẻ lo lắng trong mắt càng đậm. Thời gian nhoáng một cái đã qua hơn nửa năm, Hàn Lập mang theo kim đồng một mực tiến vào chỗ sâu trong man hoang giới vực, hầu như ít có ngừng lại. Nhưng xâm nhập càng sâu, ven đường gặp phải man hoang hung thú cũng càng ngày càng mạnh, trong đó không thiếu một ít tồn tại có chiến lược ngang với vệ kim tiên kia, thế cho nên bọn hắn không thể không thả chậm tốc độ, cẩn thận tránh né. Nhưng dù là như vậy, bọn hắn không cẩn thận xúc động hung thú, bị đuổi giết bốn phía chạy trôi chết. Bất quá, cũng may bọn đó không như phế kim tiên kia, đuổi theo tối đa có mấy ngày mấy đêm, trông thấy nhất thời không cách nào đắc thủ liền chủ động buông tha, sẽ không thật sự đuổi giết không ngừng không chết không thôi. Ngay nửa tháng trước, Hàn Lập tránh né một đầu man hoang hung thú cấp bậc thái ất đuổi giết, xông vào bên trong một sơn cốc diện tích và sơn cốc này không nhỏ bên trong cây cổ rậm rạp thập phần ưu tính. kết quả tiến vào trong đó hàn lập mới phát hiện bên trong trải rộng thi hài hung thú mùi tanh mút trời trong lòng biết không ổn hắn còn chưa kịp rời khỏi liền bị vô số dây leo cành cây xông tới hóa thành một cái lồng dây leo thật lớn nhốt vào trong đó nguyên lai like trong cốc này cây cối nhìn như rậm rạp thành rừng kỳ thực chính là một đầu thụ yêu vô cùng cường đại cuối cùng Hàn Lập không tiếc vận dụng ích tà thần lôi trong thanh trúc phong vân kiếm, phát động ra một lần lôi trận chi thuật, mới từ trong đó truyền tống thoát ra. chương 577, tiến thoái lưỡng nan. Một ngày này, mặt trời nhô lên cao, trên một vùng núi hoang cây rừng thưa thớt, trận trận cuồng phong gào thét liên tục, nhưng vẫn không thổi tan đi một tầng xương mù nhàn nhạt, nhạt trong không khí. Vào lúc này, một đoàn lục quang từ đằng xa lóe lên bay vụt tới. Lục quang thu vào, lộ ra một chiếc bích ngọc phi xa, từ không trung chậm rãi đáp xuống. Hàn Lập nhảy từ trên phi xa xuống, nhìn quanh bốn phía, sau đó tìm đến một gốc đại thụ lớn cỡ hai người ôm đã sớm trụi lủi lá, ngồi xuống dựa lưng vào, lật tay lấy ra một quả đan dược ăn vào, sau đó nhắm mắt điều tức. Kim Đồng cũng cưới Bạch Ngọc Tỳ Hưu từ không trung rơi xuống đi sát theo sau, tới bên cạnh hắn. Một lớn một nhỏ, thần sắc cả hai đều lộ ra vẻ thập phần mê mỏi, Tỳ Hưu cũng gắng ngẩng đầu lên, bộ dạng buồn bã ỉu xìu, nằm phục trên mặt đất. Một hồi lâu sau, hàn lập mới phun ra một ngụm chọc khí thật dài mở hai mắt ra sắc mặt mỏi mệt đã giảm đi không ít nhưng chỗ sâu trong ánh mắt mang theo một tia lo lắng đại thúc đã hơn nửa năm rồi tên kia một mực ở nguyên tại chỗ không có di chuyển kim đồng do dự một lát mở miệng nói ra xem ra người truyền tin cho ta thực lực quả nhiên không phải chuyện đùa có thể vây khốn linh trùng thái ất cảnh hậu kỳ thời gian dài như vậy mặc dù thần thức của nó vốn là nhược điểm nhưng như vậy đã rất cao minh rồi chỉ sợ người kia nói 20 năm thời gian, hơn phân nửa là sự thật." Hàn Lập gật gật đầu, nói như thế, "Vậy người này thật sự giúp chúng ta sao?" Kim Đồng mở lớn hai mắt, hỏi, "Bây giờ còn khó nói trước, dù sao nơi này là man hoang, xuất hiện tình huống như thế nào còn chưa biết được." Hàn Lập từ chối cho ý kiến nói, "Đúng vậy a, à, đại thúc ngươi là lần đầu tới man hoang này, ngay cả Bắc Hàn Tiên vực đều là ngươi lừa ta gạt, ta cũng không tin man hoang này còn có người tốt." Kim Đồng đồng ý, nói cũng không thể nói như vậy, những tên chân tiên ở tiên vực kia, phần lớn tự cho mình siêu phàm, bề ngoài tiên phong đạo cốt, không màng thế sự, nhưng sau lưng lại dở âm mưu quỷ kế nhiều không kể xiết, man hoang tuy cũng tranh đấu không ngừng, nhưng ân cừu lại rõ ràng hơn nhiều. Tì hưu tiểu bạch đột nhiên ngẩng đầu lên, mở miệng nói. Tiểu bạch, người còn dám nói, những tên thú tộc kia chẳng phải lấy oán trả ơn, người đã quên sao? Kim đồng duỗi ra một tay, vỗ lên đầu tì hưu vừa mới ngẩng lên, tức giận nói ra. Lão đại, người cũng không thể dùng chuyện đó đánh giá toàn bộ A, à, những thú tộc kia chẳng qua là một ít tiểu tộc ở ngoài rìa man hoang mà thôi. Man hoang đại tộc chính thức, đối với chấp niệm nhân quả thập phần coi trọng đấy. Tiểu Bạch giải thích, man hoang đại tộc, Hàn Lập nghe vậy, con mắt đột ngột sáng lên, thì thào tự nói một tiếng. Đại thúc, người đang nghĩ tới điều gì à? Kim Đồng thấy vậy, không tiếp tục để ý tới Tiểu Bạch nữa, hỏi vội. Người nọ có thể chế trụ phệ kim tiên thái ất 20 năm, lại có thể dùng bí pháp truyền âm trực tiếp trong thức hải ta mà không bị ta phát hiện chút nào, có thể thấy được tu vi người đó cực cao, ít nhất là cấp độ thái ất hậu kỳ. Thậm chí là thái ất đỉnh phong hoặc là đại la cũng không chừng. Ta tự hỏi chưa bao giờ kết bạn với tồn tại cấp bậc này, khả năng là đến từ man hoang đại tộc như chính miệng tiểu Bạch nói. Hàn Lập lắc đầu, nói ra, kỳ thật cũng không có quan hệ gì, chỉ cần tới giúp chúng ta là tốt rồi, quản hắn là man hoang đại tộc hay man hoang tiểu tộc làm gì. Nếu hắn có thể vây khốn vệ kim tiên kia 200 năm. Không, nghìn năm thì càng tốt, Kim Đồng nói như thế, tại sao lại là 2000 năm mà không phải là vĩnh viễn. Hàn Lập bị Kim Đồng tùy tiện trêu chọc làm nội tâm cũng vui lên, mở miệng trêu chọc lại. Có nghìn năm này, ta đi theo đại thúc vui chơi giải trí khắp nơi, nói không chừng có thể lợi hại hơn tên kia, đến lúc đó đợi hắn đưa tới miệng để cho ta nuốt, bớt cho việc ta phải đi khắp thế gian tìm hắn. Kim Đồng nhắc đến ăn, tinh thần liền tỉnh táo ngươi chưa bị nó nuốt trái lại còn muốn nuốt lại nó hàn lập nghe vậy cảm thấy không biết nói gì nữa đúng vậy a à, tuy rằng không biết vì cái gì nhưng tự khi có trí nhớ nội tâm ta liền có một loại xúc động thúc đẩy ta đi thôn vệ hết thảy đồng loại phát hiện ra loại cảm giác này tại thời điểm tên kia đuổi theo chúng ta lại đặc biệt mãnh liệt kim đồng nghiêm túc nói có lẽ cái này chính là sứ mạng về kim trùng các ngươi a à. hàn lập như có điều suy nghĩ nói kim đồng nghe vậy cũng không hiểu ý tứ trong lời nói Hàn Lập, nhưng không có suy nghĩ sâu xa, tiếp tục hỏi, "Đại thúc, kế tiếp chúng ta nên làm gì bây giờ? Nếu thật sự không được, hay là chúng ta nghe lời khuyên của người kia, quay trở về Bắc Hàn Tiên vực a?" Bắc Hàn Tiên vực đúng là không thể trở về, chắc chắn tiên cung đã sớm truy nã ta rồi, trở về không khác gì chui đầu vào giò Hàn Lập cười khổ một tiếng, nói như thế. "Vậy chúng ta tiếp tục đi tới phía trước." Kim Đồng gật đầu chấp nhận, lại hỏi Lúc trước chúng ta bị đồng loại của ngươi đuổi chạy loạn một đường, hiện nay chỉ có thể xác định là phương hướng đã lệch với tất cả tuyến đường trước kia không biết bao nhiêu vạn dặm, dùng tu vi chúng ta hiện tại, lại một đường buồn bực sông tới trước như vậy, sớm muộn cũng gặp chuyện không may. Dù sao lời nói của một tồn tại có thể đơn giản vây khốn thái ất cảnh hậu kỳ vẫn là nên thận trọng đối đãi đấy. Hàn Lập còn nói thêm, cái này cũng không được, kia cũng không được, chẳng lẽ đại thúc người muốn tìm một nơi ở chỗ này bế quan tu luyện. Kim Đồng khẽ giật mình, hỏi không sai hàn lập gật đầu nhẹ nói ra vừa nghe xong kim đồng và tì hưu đều giật mình bế quan tu luyện tại man hoang giới vực này đại thúc ngươi không nói đùa chớ huống hồ tu vi cảnh giới của ngươi cũng không phải nhất thời có thể tăng lên á kim đồng lo lắng nói đây cũng là không có biện pháp xử lý rồi đã đến nơi đây hôm nay chúng ta tiến thoái lưỡng nan tiến lên lui về sau đều không được còn không bằng dứt khoát buông tay đánh cược một lần sử dụng thời gian 20 năm này tăng tu vi lên, có lẽ còn có được một đường sinh cơ. Ánh mắt Hàn Lập ngưng lại, chậm rãi nói ra, được rồi, nếu đại thúc người nói như vậy, ta nguyện ý tin tưởng. Kế tiếp người cứ yên tâm bế quan, chuyện hộ pháp cứ giao cho ta. Kim Đồng nghe vậy, hít sâu một hơi, ưỡn ngực nói ra. Nghe bộ dạng Kim Đồng thề non hẹn biển như thế, Bạch Ngọc Tỳ hưu lặng yên giúp đầu mình giấu bên trong hai cái chân trước. Không vội, nửa năm trước cũng không phải chỉ biết chạy đi, Ta cũng đã tìm kiếm địa điểm thích hợp bế quan, hôm nay đã chọn được rồi, bất quá cũng không phải ở chỗ này." Hàn Lập mỉm cười, nói ra, "Không phải chỗ này, bên cạnh mảnh núi hoang này đều không có dị thú nào, không phải một chỗ rất tốt để bế quan sao?" Kim Đồng có chút khó hiểu nói, "Còn nhớ vài ngày trước chúng ta đi qua chỗ Thầm Uyên kia không?" Ánh mắt Hàn Lập chớp động vài cái, lạnh nhạt hỏi, "Nhớ chứ, đầu thuộc yêu kia cách sơn cốc đó không xa, bên trong tối đen như mực." ở rất xa vẫn có thể ngửi được mùi tanh và sát khí đại thúc chẳng lẽ ngươi muốn bế quan tại đó kim đồng kinh ngạc hỏi không sai trong man hoang này những dị thú hung dữ kia đều có địa bàn của mình bình thường sẽ không xâm phạm nhau tu vi đầu thụ yêu kia không cạn cho nên đầu hung thú đuổi theo chúng ta lúc trước đã đến địa bàn của nó nên mới chủ động rút lui chúng ta dừng lại trong địa bàn thụ yêu cũng không bị hung thú khác quấy nhiễu hàn lập giải thích nói nói như vậy không sai, thế nhưng làm sao đầu thụ yêu kia lại cho phép chúng ta ở trên địa bàn của nó bế quan tu luyện? Kim Đồng có chút không hiểu hỏi, không biết người có chú ý tới hay không. Bộ dễ đầu thụ yêu kia trải rộng trong sơn cốc và khu vực rộng lớn bên ngoài cốc, nhưng lại không có kéo dài về hướng mảnh thâm nguyên kia, cũng không biết là vì sao. Hàn Lập chuyển chủ đề hỏi, Kim Đồng căn bản không chú ý tới những điều này, tự nhiên sẽ không biết, đành mờ mịt lắc đầu. Cây cối hoa cỏ được thiên thủy tẩm bổ ánh nắng mặt trời cho ăn nên ưa thích hoàn cảnh ôn hòa ẩm ướt dù cho tu luyện thành yêu về sau cũng như thế trong thâm nguyên kia âm u vô cùng hầu như không có ánh mặt trời đầu thụ yêu này căn bản không muốn kéo dài bộ rễ của mình tới đó hàn lập tiếp tục giải thích nguyên lai like là như vậy kim đồng bừng tỉnh đại ngộ nói thêm một điều trọng yếu nữa trong vực sâu kia sát khí dày đặc chính là thứ ta cần tốt rồi nghỉ ngơi cũng đã lâu chúng ta chạy qua đó đi hàn lập chậm rãi nói ra. Dứt lời, hắn phất tay áo cuốn kim đồng và bạch ngọc tỷ hưu lên phi xa, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, bay vút về phía chỗ thâm uyên kia. Hơn 10 ngày sau, bích ngọc phi xa đứng trên không tại một khe rãnh dài không quá 10 dặm, rộng cũng không tới mấy trăm trường. Hàn lập đứng trước phi xa quan sát thâm uyên phía dưới, mặt lộ vẻ do dự. Kỳ thật lúc trước nói với kim đồng, phần lớn là dựa vào suy đoán của hắn, muốn đi vào trong vực sâu này, đồng dạng gặp phải mạo hiểm không nhỏ tại man hoang giới vực này hung thú tràn lan ai cũng không dám cam đoan trong thâm uyên này sẽ không có tồn tại nào đó có thể so với thụ yêu hoặc chân linh có khi nào thực sự làm cho thụ yêu không chịu chiếm cứ nơi đây không phải là do không có ánh nắng mặt trời mà là có tồn tại cường đại nào đó khiến nó kiêng kỵ hàn lập lắc đầu không lo sợ không đâu nữa tình hình trước mắt cũng không cho phép hắn lo lắng gì khác sau một khắc thân hình hắn tung lên bay xuống phía dưới rơi xuống hướng vực sâu vừa vào phạm vi thâm uyên ánh sáng chung quanh lập tức tối xuống bốn phương tám hướng chuyển đến từng trận hơi thở thanh hôi làm cho người người thấy muốn nôn nương theo đó là một cỗ khí tức hung ác nồng đậm đến cực điểm đối với chuyện này hàn lập không vì thế mà thay đổi quyết định quanh thân sáng lên một tầng hào quang màu xanh sau đó lướt gần nghìn trượng rồi buông thần thức ra dò xét phía trong vực sâu điều tra phía dưới hắn mới phát hiện thâm uyên này so với hắn nghĩ còn không biết được bao nhiêu căn bản dò xét không đến ngọn nguồn chẳng biết tại sao bên trong lại không cảm giác được nửa điểm khí thức vật còn sống. Hàn lập bay sát một bên vách đá thâm nguyên, cấp tốc lao xuống phía dưới, càng xuống sâu lại càng kinh hãi. Chỉ thấy hai bên vách núi đá lộ ra đá lởm chởm, bên ngoài treo leo, chính giữa còn hình thành từng bệ đá trên vách đá, có cái lớn khoảng trượng, có cái lại rộng chừng vài chục trượng. Trên những quái thạch này vỡ ra từng khe hở, cùng với trên bệ đá sườn núi, khắp nơi rơi là tả từng đống bạch cốt, hiện ra tia sáng xanh âm u như ma chơi, có hình dạng cổ quái, có hình thể khổng lồ, số lượng rất nhiều. Hàn Lập thấy vậy, trong nội tâm không khỏi có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ sát khí nơi đây dày đặc như vậy là vì thụ yêu kia giết chết những dị thú, sau đó vứt bỏ thi hài nơi này, trải qua tích lũy không biết bao nhiêu vạn năm mới tạo thành dị trạng hôm nay? Chương 578, dò xét phía dưới. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Hàn Lập phi thân rơi vào một tòa bình đài lồi ra bên ngoài vách núi, tay áo vung lên, Quét văng tung tóe hơn 10 bộ xương khô trên đó rơi xuống, mảng lớn màu xanh âm u như ma chơi lập tức bay múa trên không trung, sau đó chậm rãi rơi xuống dưới vực sâu. Nơi đây cách phía trên rãnh vào đã gần nhìn trượng rồi. Ánh mắt của hắn nhìn quanh một vòng, bàn tay vung lên, ba đạo quang mang hai kim một trắng đồng thời hiện ra, thân ảnh giải đạo nhân, kim đồng cùng bạch ngọc tỷ hưu đồng thời xuất hiện trên bình đài. Đại thúc, nơi đây là, kim đồng vừa xuất hiện đã cảm thấy toàn thân không khỏe, vội vàng hỏi sát khí nặng nề, lông mày giải đạo nhân nhíu chặt, nói ra, chúng ta đã ở trong vực sâu rồi, nồng độ sát khí nơi đây có lẽ các người còn có thể thích ứng, xuống chút nữa sợ sẽ bị sát khí xâm nhiễm. Vì vậy các người tạm thời ở lại chỗ này, ta còn muốn đi xuống chỗ sâu hơn bế quan. Hàn lập Liếc nhìn bốn phía, nói ra, đại thúc, người cứ yên tâm ở phía dưới tu luyện, phía trên cứ giao cho chúng ta. Kim đồng nghe vậy, ra sức gật đầu nói, giải đạo hữu để phòng ngừa vạn nhất làm phiền ngươi giúp ta bố trí một tòa trận pháp hàn lập sờ lên đầu kim đồng lại nhìn giải đạo nhân nói ra tốt giải đạo nhân gật đầu nhẹ nói ra chủ nhân ở chỗ này cảm giác rất u ám sẽ không có vấn đề gì chứ tiểu bạch bỗng nhiên mở miệng có chút lo lắng hỏi sát khí trong vực sâu này đậm đặc như thế các ngươi đều không thể chịu được mặt khác man hoang dị thú cũng giống như vậy huống hồ vừa rồi ta cũng đã dùng thần thức dò xét phía dưới tạm thời không phát hiện khí tức vật còn sống, sẽ không có vấn đề quá lớn. Hàn Lập suy nghĩ một chút, sau đó nói như thế. Tiểu Bạch nghe vậy, không mở miệng nữa, im lặng gật đầu nhẹ. Kim Đồng, mặc dù người nọ đã báo tin, nhưng lúc ta bế quan, người tùy thời chú ý hướng đi phệ Kim Tiên kia, một khi nó có bất kỳ dị động, lập tức báo cho ta biết. Hàn Lập nhìn về phía Kim Đồng, mở miệng nói ra. Đại Thúc, người yên tâm, Kim Đồng nghe ba chữ phệ Kim Tiên xong, thân thể hơi hơi run, nhưng vẫn gật đầu nói hàn lập gật đầu nhẹ lật tay lấy ra một khối trận bàn hướng dẫn cho giải đạo nhân một lát hai người cùng nhau bày trận bay qua bay lại ở hai bên vách núi đá tại vực sâu bắt tay vào bố trí trước kia đi theo lão yêu nữ cử linh cũng có lúc vào sinh ra tử nhưng đại đa số là đuổi giết người khác rất ít khi bị người đuổi giết thê thảm ngược lại giờ trở về bên cạnh đại thúc về sau lại gặp không ít lo lắng hãi hùng kim đồng nhìn bóng lưng hàn lập chậm rãi nói ra lão đại chẳng lẽ ngươi đã hối hận tiểu bạch dò hỏi kim đồng vỗ một cái lên đầu nó vừa cười vừa nói đi theo đại thúc cả ngày kích thích như vậy làm sao ta lại hối hận chứ hơn nữa đại thúc là người nào nhất định có biện pháp khóe miệng bạch ngọc tỳ hưu cũng nhếch lên cười nhiều hơn ước chừng nửa khắc đồng hồ sau hàn lập cùng giải đạo nhân tạm biệt kim đồng sau đó theo sườn núi bay xuống phía dưới vực sâu thân hình hắn không ngừng hạ xuống tiếng gió rung động vù vù bên thân xoáy lên khí lưu kéo lấy ma chơi trong vực sâu bay múa tứ tán, trong sương mù âm u dày đặc chấp động không thôi. Liếc nhìn lại, phảng phất giống như ngôi sao trong màn đêm, chỉ là không có nửa điểm ý cảnh tinh không, chỉ có 10 phần khí tức âm trầm đáng sợ. Càng đi xuống dưới, trong lòng Hàn Lập lại càng nghi hoặc. Hắn vốn cho rằng bên trong vực sâu khí tức hung sát lại càng tràn ngập, khắp nơi đều giống nhau, có khả năng càng xuống dưới thì sát khí càng trở nên nồng đậm dày đặc hơn, nhưng thi cốt dị thú hai bên vách núi đá lại rõ ràng giảm đi cứ như thế bay xuống phía dưới ước chừng năm sáu chục trượng trong không gian đã không còn nửa điểm ánh sáng bốn phía bao phủ sát khí hầu như ngưng thực tuy hàn lập đã tu luyện qua sát khiếu vậy mà giờ cũng hô hấp không thoải mái có chút không khỏe lông mày hắn cao lại cố nén sát khí trùng kích thân hình tiếp tục hạ xuống một đường bay xuống đáy vực sâu càng rơi xuống dưới sát khí chung quanh càng nồng đậm khí tức hung sát cuồn cuộn không ngừng xâm nhập thân thể hắn mặc dù có linh quang hộ thể cũng không cách nào ngăn cách hoàn toàn được đoạn đường này bay xuống gần trăm dặm sát khí chung quanh đột nhiên cuồn cuộn một hồi từng trận âm phong gào thét ô ô từng cô ý niệm thô bạo hung ác ngang ngược bỗng nhiên trào ra nhiệt độ hư không phụ cận bỗng giảm nhiều trên tảng đá vách núi chung quanh hiện ra một tầng băng tinh màu đen có nhiều chỗ trực tiếp bị đông cứng lại hàn lập không kịp đề phòng nên trong nháy mắt thân thể cũng bị một tầng băng đen dày đặc bao trùm cô ý niệm hung bạo trong chốc lát xâm nhập vào trong đầu hắn hắn cảm thấy trước mắt bỗng trở nên một mảnh huyết hồng đưa mắt nhìn lại bốn phía tràn đầy vô số thi thể yêu thú, trồng chất như núi, máu chảy thành sông. Đồng thời bên tai cũng vang lên từng tiếng quỷ hô thê lương, thảm thiết, tiếng gọi ẩm ý tràn ngập không gian. Không chờ hắn kịp làm gì, ngàn vạn quỷ thủ huyết hồng từ bốn phía núi thây biển máu vươn ra, chộp tới hắn, tựa hồ muốn kéo hắn vào chỗ sâu trong địa ngục giết chóc vô biên. Hàn lập đối mặt tình hình này, nhíu mày, cũng không mất đi ý thức. Hắn biết cái này là do sát khí chung quanh quá mức nồng đập, làm cho tâm thần bị ăn mòn dẫn đến thác loạn, đã âm thầm thúc giục luyện thần thuật bảo vệ tâm thần từ sớm. Hắn nhắm hai mắt lại, thúc giục công pháp, từng cỗ mát lạnh vận chuyển trong đầu, ảo cảnh chung quanh lập tức biến mất. Bất quá âm phong phía dưới đang không ngừng thổi tới, tiếng thét ô ô không ngừng, ảo cảnh núi thây biển máu dị thường vững chắc xoay quanh trong đầu hắn, xua không tiêu tan. Hàn lập hư một tiếng, vận chuyển luyện thần thuật vài lần, lực lượng thần thức khổng lồ trong đầu chảy xiết kích động. Ảo cảnh trong đầu chấn động, rốt cuộc chậm rãi biến mất hắn thở nhẹ ra một hơi, trên thân lóe lên ánh sáng màu xanh, chấn vỡ băng tinh màu đen bên ngoài thân, không tiếp tục xuống nữa, mà cúi người nhìn xuống dưới vực sâu, ánh mắt chấp động. Sát khí nơi này mạnh vượt xa dự liệu của hắn, nếu không phải hắn có một tầng hộ thể là tầng 4 luyện thần thuật gần như đại thành, đổi lại một tu sĩ kim tiên trung kỳ khác chỉ sợ sớm đã rơi vào ảo cảnh mê hoặc tâm trí, phát cuồng mà chết rồi. Lúc này thân hắn ở trong một mảnh bóng tối, phía dưới vực sâu âm phong gào thét, khói đen cuồn cuộn, sâu không thấy đáy hiển nhiên còn xa mới tới đáy ngoài ra sát khí âm phong vô biên nơi đây lại là trở ngại thật lớn đối với thần thức thần thức của hắn căn bản không cách nào đi xa được hắn vốn muốn dựa vào khí lực mạnh mẽ chống đỡ xem bản thân có thể xâm nhập đến đáy vực sâu hay không để có thêm nhiều sát khí nồng đậm trợ giúp đột phá đến nơi này mới phát hiện dường như bản thân đã đến cực hạn cường ép đi xuống khó đảm bảo không bị hao tổn những thứ khác không nói Ảo cảnh giết chóc vừa mới xảy ra nhất định sẽ tiếp tục xuất hiện, hơn nữa uy lực chỉ sợ càng mạnh hơn nữa, hắn cũng không nắm chắc có thể đối phó. Ngay thời điểm hắn do dự, đuôi lông mày hắn chợt nhảy lên, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Hắn phát hiện, thông qua việc gấp thúc luyện thần thuật khắc phục ảo cảnh vừa rồi, luyện thần thuật lúc đầu vốn bị vây khốn không tiến triển, vậy mà giờ tiến bộ một ít, hầu như vượt cả mấy năm khổ tu trước kia. Mặt Hàn Lập lộ vẻ do dự, tâm niệm vừa động. Dưới hoàn cảnh sát khí kích thích thời khắc thần niệm ở vào biên giới chuẩn bị sụp đổ, nhưng kể từ đó, lại có luyện thần thuật toàn lực vận chuyển trợ giúp. Hắn tính mượn hoàn cảnh nơi đây ngưng sát trùng kích khiếu, bây giờ lại phát hiện nơi này cũng là một chỗ thí luyện thật tốt với luyện thần thuật, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Dù sao sát khí nồng đậm như thế ở bên ngoài cũng không thấy nhiều, nhưng rốt cuộc phía dưới là cái gì, hắn càng thêm tò mò. Sau một lát, ánh mắt hàn lập ngưng tụ, thân hình tiếp tục bay xuống phía dưới. Lúc này, lại đi xuống dưới hơn 10 dặm, sát khí chung quanh càng thêm nồng đậm, âm phong ô ô càng thêm vang dội chói tai, dường như tiếng kêu thê lương thảm thiết của yêu thú gần chết. Hàn Lập dừng thân hình lại, tâm niệm vừa động, buông lỏng luyện thần thuật vốn một mực vận chuyển trong đầu. Khí tức hung bạo chung quanh lập tức cuồn cuộn dũng mãnh vào trong đầu hắn, trước mắt bỗng nhiên hoa lên, ảo cảnh núi thây biển máu lúc trước lần nữa hiển hiện ra, hơn nữa so với lúc trước càng thêm hung hiểm. Hàn Lập lập tức vận chuyển luyện thần thuật, lực lượng thần thức khổng lồ vận chuyển, kiệt lực khu trừ ảo cảnh trong đầu. Thời gian trôi qua từng chút, trọn vẹn qua hơn nửa ngày, hắn mới mở to mắt, nhẹ thở ra một hơi. Nếu như sở liệu, luyện thần thuật lần nữa tinh tiến không ít. Hàn lập thấy tình hình này, trong lòng vui vẻ, bình cảnh luyện thần thuật bị vây khốn trước đây, nếu dựa theo tình hình trước mắt, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ có hy vọng đột phá. Hắn ở tại chỗ tu chỉnh một chút, sau đó tiếp tục bay xuống phía dưới. Càng xuống dưới, sát khí âm phong chung quanh càng lợi hại, từ phía dưới phun lên vô cùng vô tận, tựa hồ dưới đáy vực sâu là cả địa ngục âm sát. Giống như lúc trước, mỗi lần Hàn Lập rơi xuống một khoảng, liền tạm thời dừng lại, lợi dụng sát khí âm phong nơi này rèn luyện luyện thần thuật. Dưới sự kích thích của sát khí chung quanh, tu luyện luyện thần thuật trôi chảy dị thường. Như thế sau mấy tháng, Hàn Lập tu luyện luyện thần thuật đạt đến tầng thứ tư đỉnh phong, chỉ kém một bước cuối cùng là chân chính đại thành. Thân hình hắn dừng lại trên một vách đá nhô ra giữa vực sâu, nhìn xuống phía dưới. Theo hắn tính toán, trong thời gian qua hắn đi xuống không sai biệt lắm gần nghìn dặm, nhưng vực sâu vẫn không có chút dấu hiệu đến đáy. Hàn lập lập tức xoay chuyển ánh mắt, nhìn lại vách núi chung quanh, suy nghĩ một chút, thân hình lần nữa bay vụt xuống. Không có bay xa, trong miệng hắn ổ nhẹ một tiếng. Đến đoạn này, vậy mà vực sâu trở nên chật hẹp, từng đoàn âm phong đen kịt bay vụt lên, quấy nhiễu sát khí phụ cận cuồn cuộn, hình thành từng vòng xoáy quỷ dị lớn nhỏ không đều. Sát khí nơi này đột nhiên mãnh liệt gấp mấy lần, tiếng thét âm phong càng thêm mãnh liệt từng cỗ khí tức hung bạo như thủy triều dũng mãnh lao tới trong đầu hàn lập bây giờ trong đầu hắn đang vận chuyển luyện thần thuật nhưng vẫn bị sát khí nơi này lay động tâm thần sắc mặt hắn khẽ biến đang muốn dừng thân hình lại ầm một âm thanh vang lên phía dưới vực sâu đột nhiên cuồng phong gào thét một đạo lốc xoáy màu đen vừa thô vừa to vô cùng đột nhiên bay nhào ra quấn lấy thân thể hàn lập một cỗ hung sát khí âm phong như thực chất từ giữa lốc xoáy phun ra phá vỡ phòng ngự luyện thần thuật trong đầu Hàn Lập dễ như trở bàn tay. chương 579, Trầm Luân, trong chốc lát, ý niệm hung bạo giết chóc tràn ngập trong đầu Hàn Lập. Trong mắt hắn hiện ra quang mang huyết hồng nhẹ nhẹ, cảnh sắc trước mắt trở nên mơ hồ không rõ, ngay sau đó xuất hiện ở một mảnh huyết sắc thiên địa, lần nữa rơi vào trong ảo cảnh. Trung quanh hắn là một hải dương huyết sắc, vô số bạch cốt yêu thú cùng thi thể ngâm trong đó, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi huyết tinh, làm cho người ta ngửi đã muốn nôn. Hàn Lập đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, lập tức thanh tỉnh vài phần, vừa thúc giục luyện thần thuật tận khả năng bảo vệ tâm thần, đồng thời trong mắt chấp động lam mang nhìn chung quanh, con người hơi co rụt lại. Lúc trước những ảo cảnh kia, tuy có thể nhiễu loạn tâm thần, nhưng vẫn còn trong phạm vi chịu đựng của hắn, chỉ cần vận chuyển luyện thần thuật là sẽ thoát khốn. Giờ phút này lại khác, tựa hồ hắn đã triệt để rơi vào trong đó, muốn thoát ra ngoài cũng không dễ. Từng mùi huyết tinh tử vong tốc thẳng vào mặt, tuy Hàn Lập kiệt lực áp chế tâm thần, nhưng vẫn cảm thấy huyết dịch toàn thân mơ hồ có xu thế sôi trào, trong lồng ngực hiện ra một cỗ tức giận hỏa diễm, nhưng lại không có chỗ phát tiết, cơ hồ khiến hắn nhịn không được muốn xé lồng ngực ra, mới giảm bớt sự khó chịu trong ngực hắn. Không được, loại tình huống này trước kia hắn cũng trải qua một lần, thời điểm đó là ở Hắc Phong Hải Vực, luyện thần thuật đột nhiên cắn trả, nhưng sau khi tu luyện tầng thứ tư luyện thần thuật, loại cắn trả này tạm thời bị ngăn chặn, trong thời gian ngắn sẽ không bộc phát mới đúng chẳng lẽ ảo cảnh nơi này sớm dẫn động tai họa ngầm luyện thần thuật trong cơ thể mình hàn lập nghĩ đến đây vội vàng toàn lực vận chuyển luyện thần thuật trong đầu lập tức nổi lên từng trận khí mát mẻ lửa giận trong lồng ngực chậm rãi dập tắt xuống ý niệm trong đầu hắn nhanh quay ngược trở lại hắn suy nghĩ phương pháp nào mới có thể phá giải ảo cảnh nơi này vào thời khắc này một hồi thanh âm rầm rầm truyền đến hàn lập quay đầu nhìn lại lông mày liền nhíu một cái chỉ thấy trên mặt biển máu cuồn cuộn cách hắn không xa có một thi hải yêu lang dài mười mấy trượng chậm rãi từ trong vũng máu đứng thẳng lên trong mắt hiện ra hai điểm sáng đỏ âm u trong miệng phát ra tiếng gầm giận dữ nhào đến phía hắn hàn lập cong ngón búng ra một đạo thanh quang bắn ra chém thi hải yêu lang thành hai khúc rầm rầm máu loãng chảy xuôi lại có hai thi hải yêu thú đứng lên bay nhào tới hàn lập phất tay lên một đạo thanh quang quét ngang ra lại chém giết hai thi hải yêu thú kia nhưng mà không chờ hai cỗ thi hài yêu thú rơi xuống, bốn phương tám hướng biển máu cuồn cuộn kịch liệt, lại có thêm nhiều thi hài bay nhào tới. Hai tay hàn lập huy vũ, phát ra từng đạo công kích, ngăn cản thi hài yêu thú chung quanh công kích hắn. Tuy rằng mới đầu những thi hài này cũng không mạnh mẽ lắm, nhưng số lượng càng ngày càng nhiều, trong đó không thiếu yêu thú có thực lực cường đại, thi hài yêu thú chân tiên, thậm chí kim tiên cũng bắt đầu chậm rãi xuất hiện. Giờ phút này hàn lập đã hóa thành sơn nhà cử viên, một đôi cử quyền chấp động kim quang, múa thành hai đoàn cuồng phong những nơi đi qua những thi hải kia nhao nhao phá thành mảnh nhỏ